Xin chào các bạn, các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Tiểu Thám Hoa. Nếu thấy audio chuyện hay thì hãy để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký, để mình có động lực ra thêm video cũng như ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào website chuyện audio pro để nghe thêm nhiều chuyện hay, link mình để trong phần mô tả bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hỗn độn đan thần tập 21, chương 201, bạn cũ của Sư Tôn. Tu sĩ Linh Đan của Hồng Nguyệt Tông thoáng có vài phần kinh ngạc, vừa rồi hắn đã mất đi tung tích của lão giả dâu bạc trắng này, cổ vân làm sao tìm được. Tu sĩ trên hội giao dịch tuy rằng không ít, nhưng phần lớn đều là tu sĩ cảnh giới linh lực, chỉ có mấy tu sĩ linh sư, cũng đều vây công những đệ tử đan tiên liên minh kia. Chỉ có linh sư thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi này mới có thể ra tay. Tuy rằng nhìn qua hết sức bình thường, có vài phần thanh thú mà thôi, nhưng có thể có được lệnh bài của đan tiên liên minh hẳn là có chỗ đặc thù rất nhanh các tu sĩ khác của đan tiên liên minh đều bị chế phục tất cả đệ tử linh lực của đan tiên liên minh bị trói chung một chỗ không biết làm sao lớn tiếng xin tha bọn họ thậm chí không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mấy tên linh sư đan tiên liên minh kia lại nguyên một đám cắn chặt răng sắc mặt tái nhợt mang toàn bộ bọn hắn về tông môn cho ta tu sĩ linh đan trầm giọng nói hắn lại nhìn về phía cổ vân, vị tiểu hữu này, không biết ngươi có ý tiến về Hồng Nguyệt Tông hay không, lần này có thể bắt được toàn bộ bọn họ, cũng nhờ công lao của ngươi, nếu có thể hiểu rõ bí ẩn của đan tiên liên minh, lão phu tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Cổ vân hơi trầm ngâm, hình như vị tu sĩ linh đan này cũng không có định ý gì, hơn nữa, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho cổ vân, có thể trực tiếp bắt cổ vân lại, hoàn toàn không cần loại khẩu khí thương lượng này. Cổ vân chắp tay, vậy xin quấy giày tiền bối tu sĩ linh đan hóa thành một đạo cầu vồng, bay đi. Cổ vân đi theo sau lưng hắn, còn có một số linh sư, áp giải tu sĩ đan tiên liên minh cùng nhau độn đi. Trên hội giao dịch nghị luận ẩm ý, đan tiên liên minh lớn như vậy, trong nháy mắt đã thành vật vô chủ, nếu không phải có mấy tên linh sư trông coi, bọn họ cũng không nhịn được mà động thủ. Lưu thượng ở trong đám người, hai mắt trợn tròn, gần như không thể tin được vào mắt mình. Vị cổ đạo hữu kia, dĩ nhiên là một tiền bối cảnh giới linh sư, cũng khó trách, hắn lại có thể tiện tay đánh bại ba huynh đệ tống ra. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể được Hồng Nguyệt Tông Linh đan tiền bối khen ngợi, quả thực để lưu thượng thán phục. Phẩy 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 phẩy, phẩy. đa tà tiền bối, cổ vân chắp tay, nếu như có thể được trưởng lão của Hồng Nguyệt Tông trợ giúp, có lẽ cổ vân sẽ càng dễ dàng biết rõ ràng bí mật của đan tiên liên minh hơn. Đi theo sau lưng trưởng lão Hồng Nguyệt Tông, độn bay đi. Không bao lâu sau, trong dãy núi xuất hiện một mảnh kiến trúc nguy nga, sơn môn to lớn, nằm ngang ở chân núi, bên trên viết ba chữ to, Hồng Nguyệt Tông. Linh đàn tu sĩ không có chút nào dừng lại, hướng trên ngọn núi tiếp tục bay đi, cổ vân tự nhiên theo sát phía sau. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Linh đan đi tới một vách núi dốc đứng, vách núi này chỉ lớn chừng 4 năm trượng, trồng đầy đủ loại linh thảo, ở một bên khác là một tòa động phủ giản dị tự nhiên. Bên ngoài động phủ bầy biện một ít ghế đá bàn đá, thoạt nhìn, đây chính là nơi vân khởi tu luyện. Cổ vân đến đây không lâu, đám linh sư phía sau cũng vội vã chạy đến, nhưng sắc mặt của bọn họ lại không tốt lắm. Lúc này cổ vân mới chú ý tới, bọn họ mang theo tu sĩ đan tiên liên minh, vậy mà tất cả đều không có khí tức, đã chết hết. Sư thúc, chúng ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Lúc đi trên đường, khí tức của bọn họ đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, ta vốn định dùng linh lực để hắn kéo dài hơi tàn một lát, lại không ngờ căn bản không có tác dụng, trong khoảnh khắc toàn bộ chết hết. Đệ tử đáng chết, xin sư thúc chuộc tội. Vân khởi khẽ cao mày, đi tới, do xét vài lần, trầm giọng nói, những tu sĩ này tuy rằng đan điền hoàn hảo, nhưng đã hồn phi phách tán. Đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy loại thủ pháp âm độc này. Nghĩ đến người đứng sau bọn họ cũng không muốn lưu bọn họ sống sót. Sư thúc, ý của ngươi là, sau lưng những người này có người chủ tính khác. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở gần chúng ta? Một linh sư cả kinh nói. Không phải, Vân Khởi Diêu lắc đầu nói, người giết chết bọn họ, chưa chắc đã ở ngay gần đây, chỉ là trong thần thức của bọn họ có gieo vào ấn ký đặc thù nào đó. Một khi những người này gặp phải hiểm cảnh, liền có thể khiến cho bọn họ hồn phi phách tán. Loại tà pháp này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một ít tà tu mới có thể sử dụng, không nghĩ tới, người đan tiên liên minh cũng sẽ sử dụng loại tà pháp này. Sư thúc, Đan Tiên Liên Minh giao dịch với chúng ta lâu như vậy, cũng không có chỗ nào quái dị, lần này chúng ta đắc tội Đan Tiên Liên Minh, có phải hay không?" Có một linh sư có chút bất an nói. Vân Khởi trầm giọng nói, trong lệnh bài Đan Tiên Liên Minh, lại có khí tức huyết mạch của ta, trong này không có khả năng không có vấn đề. Mặt khác, nếu bọn họ chỉ làm ăn, cần gì trên người mỗi người đều có loại pháp thuật cấm chế này?" Vân Khởi trầm ngâm thật lâu lại nhìn về phía Cổ Vân, còn không biết vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào. Đệ tử Nam Nhạc Quốc Thanh Sơn môn đệ tử Cổ Vân, bái kiến Vân tiền bối. Cổ Vân chắp tay nói, Nam Nhạc Quốc Thanh Sơn môn, Vân khởi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được đệ tử Nam Nhạc Quốc, lão phu trước kia cũng từng du lịch ở Nam Nhạc Quốc, cũng có vài tên hảo hữu. Trong lòng Cổ Vân cũng có chút kinh ngạc, không ngờ vị tiền bối này lại từng đến Nam Nhạc Quốc vân khởi cũng biết đây không phải lúc ôn chuyện lại hỏi ngươi làm sao phát hiện bí mật của đan tiên liên minh vãn bối vốn định từ chỗ đan tiên liên minh lấy được một phần địa đồ nghe nói lấy ra lệnh bài có thể được không ít yêu đãi không nghĩ tới lại là loại kết quả này cổ vân miêu tả lại chi tiết về hội giao dịch của mình thì ra là thế vân khởi híp hai mắt thoáng trầm ngâm sau đó nói mấy người các ngươi đem trên thân mấy người này tìm kiếm cẩn thận một chút nhìn xem có vật gì đặc thù Mấy tên linh sư nhanh chóng đi qua, lấy túi chữ vật trên người tu sĩ đan tiên liên minh xuống, bày ra từng món bảo vật. Đương nhiên, đa số trong đó lấy bảo vật bình thường làm chủ, cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Nhưng trên người lão giả dâu trắng có mấy thứ đặc biệt, mấy cái bình nhỏ màu đen này không biết dùng chất liệu gì luyện chế thành, có thể nhìn xuyên qua bình nhỏ màu đen, nhìn thấy giọt máu đỏ trong đó. Có khoảng hơn 10 người, khí tức của những giọt máu này không giống nhau, điều này có nghĩa là những giọt máu này đều đến từ lệnh bài trên người các tu sĩ khác nhau. Đương nhiên, sinh tử của những tu sĩ này khó có thể xác định. Vân khởi vung tay lên, một cái bình nhỏ bay đến trước mặt cổ vân, cổ tiểu hiếu, bình này có khí thức rất giống với ngươi, hẳn là đến từ lệnh bài kia của ngươi. Trong lòng cổ vân vẫn tràn ngập nghi hoặc, nói tiền bối, tuy rằng trong giọt máu này có khí thức linh lực của ta, nhưng ta cũng không có trực tiếp tiếp xúc với giọt máu này, hơn nữa sau khi lấy đi giọt máu này, càng không có bất kỳ cảm giác và tổn thất khác thường nào, đan tiên liên minh này làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu bọn họ ra giá cao linh thạch, chỉ sợ có rất nhiều linh sư sẽ nguyện ý tẩm bổ huyết tích cho bọn họ, bọn họ cần gì phân tán những lệnh bài này ra, sau đó lại tìm kiếm từng cái một. Vân Khởi mỉm cười nói, xem ra tiểu hữu hiểu, hiểu biết quá ít về tu luyện giới, người nói tất nhiên có đạo lý, những người nguyện ý tẩm bổ máu cho bọn họ cũng không phải loại người đặc biệt như tiểu hữu. Nếu như ta không đoán sai, Tiểu Hữu khẳng định có một ít chỗ hơn người, khiến cho tu sĩ Đan Tiên Liên Minh chú ý. Hơn nữa ta còn suy đoán, cho dù những người này, bọn họ cũng chưa chắc biết bí ẩn thật sự sau lưng, bọn họ chẳng qua chỉ là một vài quân cờ mà thôi. Về phần bí ẩn chân thật, e rằng chỉ có số ít người của Đan Tiên Liên Minh mới biết được. Vân Khởi thở dài một hơi, hôm nay đắc tội Đan Tiên Liên Minh, đúng là khiến hắn có chút lo lắng. Đây là địa đồ mà Tiểu Hữu muốn chỉ cần tiểu hữu đồng ý lời thề tâm thần, không tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài, lão phu có thể thả ngươi rời đi. Đa tạ tiền bối, cổ vân nhận lấy địa đồ, vừa nhìn đã thấy nam nhạc quốc ở nơi xa, trong lòng cũng nổi lên một tia vui mừng. Trước đó người nói mình là đệ tử Thanh Sơn Môn, không biết có biết được một vị trưởng lão họ thang hay không. Vân Khởi đột nhiên hỏi, năm đó lão phu ra ngoài lịch lãm, ngoài ý muốn bị thương ở Nam Nhạc Quốc, bị thang trưởng lão lấy lễ đối đãi hơn trăm năm trôi qua, lão phu lại bởi vì tục sự phong phú, không còn đi Nam Nhạc Quốc nữa, nếu là tiểu hữu trở lại Nam Nhạc Quốc, mong thay ta hướng thang trưởng lão biểu thị ý cảm tạ, về chuyện liên minh đan tiên, tiểu hữu cũng có thể báo cho thang trưởng lão. Cổ vân nghe thấy lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ vị tiền bối này lại quen biết thang trưởng lão. Cổ vân thở dài một hơi, không mình hành lễ nói, vãn bối thay ra sư tạ ơn tiền bối. Ngươi là đệ tử của thang trưởng lão. Vân khởi cười ha ha, trách không được là thiếu niên tài tuấn như vậy, đệ tử của thang trưởng lão há lại là hạng tầm thường vô vi. Vân khởi lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đưa cho cổ Vân nói, vật này chính là linh môi đan lão phu tỉ mỹ luyện chế, tuy rằng không hữu hiệu bằng ngưng kim đan, nhưng cũng có vài phần thúc đẩy tiến tác dụng kết đan của ngươi. Vân khởi là một vị trưởng bối cố nhân, cho vãn bối một ít lễ vật, là quy củ bất thành văn trong giới tu luyện, huống chi trước kia hắn còn được thang trưởng lão ân huệ nhưng mà linh môi đan này dường như có chút quá mức chân quý. Đối với một linh sư mà nói, mộng tưởng lớn nhất chính là trước khi thọ nguyên hao hết, ngưng kết kim đan, trở thành tu sĩ cảnh giới linh đan, thọ nguyên cũng sẽ tăng trưởng trên 500 năm. Mà so sánh với có bảo vật có thể tiến dài cảnh giới linh sư mà nói, muốn ngưng kết kim đan, là một con đường dị thường khắc nghiệt. Mượn Minh Nguyệt Tông mà nói, có mấy ngàn tu sĩ linh sư, hơn nữa tư chất đều xem như là tuyệt hảo, mà tu sĩ cảnh giới linh đan thậm chí không đủ trăm người, mà bảo vật có thể trợ giúp ngưng kết kim đan càng cực kỳ đắt đỏ. Chân quý nhất thuộc về kết kim đan, vật ấy luyện chế cực kỳ phức tạp, tỷ lệ thành đan cực thấp, mà bảo vật cần thiết cũng rất nhiều, nếu có thể có được viên thuốc này, tỷ lệ ngưng kết linh đan tăng nhiều. Đương nhiên nếu không cách nào đạt được kết kim đan, chỉ có thể dùng những đan dược khác đến thay thế, ví dụ như linh môi đan chính là một loại vật thay thế. Đa tạ tiền bối ban thưởng cổ vân lại thi lễ thứ nhất phật ấy vô cùng quan trọng với cổ vân thứ hai cũng là tạ lễ đối với thang trưởng lão cổ vân không cách nào cự tuyệt về phần tin tức thang trưởng lão qua đời cổ vân cũng không muốn đề cập tuy rằng nơi này cách thanh sơn môn vô cùng xa xôi nhưng vạn nhất tin tức này truyền đến nam nhạc quốc nhất định sẽ khiến thanh sơn môn chấn động to lớn tin tức này chỉ có thể ẩn giấu thậm chí nội bộ thanh sơn môn cũng phải cố gắng giữ bí mật chỉ có thể để cho mấy vị trưởng lão khác biết được lúc này mới có thể bảo đảm thanh sơn môn ổn định. Vân Khởi nhìn thấy cổ vân nhận lấy bảo vật, vẻ mặt vui mừng, lại nói, ta đề nghị tiểu hữu nửa năm sau hãy đi, đi tới Nam Nhà Quốc tất phải trải qua một đầu hỏa mạch, nửa năm này vừa vặn là lúc địa hỏa bộc phát, tiểu hữu cho dù đến hỏa mạch, cũng phải chờ đợi. Đương nhiên, tất cả đều theo tâm ý của tiểu hữu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối ngoài ý muốn lưu lạc đã nhiều năm, bây giờ tư gia sốt ruột, không quấy giày nữa chương 202, Linh Môi Đan Chi Tranh, sau khi cáo biệt vân khởi, cổ vân bước lên hành trình. Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng cổ vân cũng coi như là nhìn thấy hy vọng về nhà. Bản đồ này tuy rằng vô cùng giản lược, nhưng lại miêu tả phương vị cụ thể của Nam Nhạc Quốc rất rõ ràng. Căn cứ theo lời vân khởi nói, dọc theo con đường này cũng không có bao nhiêu hiểm cảnh, phần lớn là khu vực phàm nhân sinh hoạt, chỉ có một tuyến đường của Hỏa Mạch Sơn là tương đối đặc thù. Trước mặt Hỏa Mạch Sơn mấy chục vạn dặm, gập ghềnh không bằng phẳng, địa hỏa nồng đậm, hàng năm đều có một nửa thời gian phun trào địa hỏa. Địa hỏa ở nơi này cực kỳ nồng đậm, cho nên rất thích hợp cho nhiều loại linh thảo hỏa thuộc tính sinh trưởng, có không ít tu sĩ mạo hiểm tiến vào trong Hỏa Mạch Sơn tầm bảo. Bởi vì nơi này hoang vắng, hoàn cảnh hay thay đổi, hơn nữa lại là con đường nhất định phải đi thông tu chân quốc cỡ lớn như Nam Nhạc quốc, cho nên có không ít tu sĩ ẩn thân ở trong Hỏa Mạch Sơn, làm hoạt động giết người đoạt bảo. Bởi vậy Vân Khởi mới khuyên bảo cổ Vân, đợi đến lúc địa hỏa bùng nổ không quá mãnh liệt, khi đó tu sĩ lui tới sẽ tương đối nhiều, tương đối mà nói sẽ an toàn một chút. Nhưng cổ Vân không có thời gian chờ đợi, cổ Vân đi về phía Nam nhà Quốc mất rất nhiều thời gian, nếu còn trì hoãn nữa, e rằng đại trưởng Lão Minh Nguyệt Tông cũng có thể chạy tới. Một đường đi nhanh, ước chừng hai ngày sau, cổ Vân cuối cùng rời khỏi dãy núi Hồng Nguyệt. Cách đó không xa, hẳn là một thôn xóm phàm nhân sinh sống, khói bếp mịt mù bay lên. Cổ vân khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi, vì muốn nhanh chóng trở lại Minh Nguyệt Tông, cổ vân quyết định ngày đêm không nghỉ. Cứ 10 canh giờ, hắn lại điều tức một khắc, lại thêm phục dụng đan dược khôi phục linh lực và linh tử, có lẽ trong vòng một tháng sẽ đến hỏa mạch sơn. Sau khi đến nơi đó, cổ vân lại cân nhắc nếu như xuyên qua. Đột nhiên, trong mắt cổ vân hiện lên một tia lạnh lẽo, dọc theo con đường này, hắn luôn cảm giác được hình như có người đang theo dõi mình, nhưng thần thức của cổ vân tìm kiếm lại không có nửa điểm phát hiện cổ vân lại không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm nhưng vừa rồi linh lực xung quanh dị biến quả thật khiến cổ vân ý thức được đúng là có người đang theo dõi phía sau mình đạo hữu muốn trốn đến khi nào cổ vân trầm giọng nói cổ đạo hữu quả nhiên không tầm thường vậy mà có thể phát hiện chúng ta trong lúc nói chuyện từ trong rừng rậm chui ra ba gã tu sĩ mấy người này vậy mà đều mặc đạo bào của hồng nguyệt tông bất quá đều dùng một cái mặt nạ quái dị che chắn khuôn mặt. Cổ đạo hiếu, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi lưu linh môi đan lại, sau đó hứa hẹn tâm thần, vĩnh viễn không tố giác chúng ta, chúng ta có thể thả ngươi rời đi. Một tu sĩ mở miệng trước, nhưng mà, cổ đạo hiếu, linh môi đan này vốn là vật của Hồng Nguyệt Tông chúng ta, ngươi một ngoại nhân, dựa vào cái gì lấy đi món bảo vật này, nếu như ngươi không xuất hiện, khẳng định cuối cùng rơi xuống trên người chúng ta. Cổ vân khẽ nhướng mày, tuy rằng mấy người kia che mặt, nhưng cổ vân cũng biết thân phận của ba người. Ba người này, hẳn là những tu sĩ linh sư mà hắn nhìn thấy bên ngoài động phủ vân khởi. Cũng chỉ có bọn họ mới biết được trên người cổ vân có tin tức về linh môi đan. Cổ vân cũng không ngờ rằng, ba người này lại có chú ý với viên đan dược này. Ba vị đạo hữu đan dược này là vân khởi tiền bối ban thưởng cho ta, nếu các người có oán khí, có thể đi tìm vân khởi tiền bối chẳng lẽ đệ tử Hồng Nguyệt Tông muốn làm ra loại chuyện cướp bóc này sao? Tiểu tử, ba người chúng ta nể mặt phân khởi sư thúc, cũng không muốn thương tổn tính mạng ngươi. Bây giờ chỉ cho ngươi hai con đường chọn, là để lại linh môi đan, hay là giữ lại tính mạng của ngươi. Nơi này cách Hồng Nguyệt Tông cực kỳ xa, ở nơi xa xôi, phía trước đều là phàm nhân bình thường, nơi này căn bản không có khả năng giúp được ngươi, ta khuyên ngươi vẫn nên thức thời một chút. Thật sao, nếu muốn, Ba người các ngươi cứ việc tới lấy." Tinh quang trong mắt Cổ Vân lóe lên, ấn tượng của Cổ Vân đối với Hồng Nguyệt Tông cũng không tệ lắm, những người này là sư điệt của Vân Khởi Tiền Bối, Cổ Vân cũng không muốn ra tay với bọn họ, nhưng nếu bọn họ nhất định phải không biết hối cải, Cổ Vân cũng không ngại thay Vân Khởi Tiền Bối giáo huấn bọn họ một trận. "Tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ, ngươi thật sự cho rằng sư thúc khen ngươi vài câu, ngươi liền không biết trời cao đất rộng sao?" Lời còn chưa dứt, tu sĩ này dương phi kiếm trong tay lên, Hướng Cổ Vân chạy gấp tới. Cùng nhau động thủ, tốc chiến tốc thắng, trở về tông môn sớm một chút đừng để các sư thúc nhìn ra dị dạng. Yên tâm đi, hôm nay tiểu tử này chạy không được, linh hỏa bản thể của ta tuyệt đối sẽ để hắn hóa thành cho bụi, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Trong lúc nói chuyện, một tu sĩ khác há mồm phun ra một đạo linh hỏa, mãnh liệt thiêu đốt trên không trung. Tiểu tử, đây là địa hỏa đến từ Hỏa Mạch Sơn, tế dưỡng trong cơ thể ta hơn 10 năm tiếp theo ta sẽ cho ngươi mở mang một chút uy lực của linh hỏa hai thanh phi kiếm một đạo linh hỏa bao bọc lấy cổ vân không thể không nói tu vi của ba người này đều không yếu ít nhất cũng có tu vi linh sư trung kỳ trở lên trong lúc nhất thời cổ vân khó có thể ứng phó nhưng mà đây chỉ là cổ vân dựa vào linh lực của bản thân vì vậy nơi này không còn người thứ năm cổ vân căn bản không ngại hiển lộ một chút bảo vật không dám lấy ra của mình cổ vân vung tay lên một thanh trường mâu cổ xưa bay ra, trong chớp mắt, khí huyết sát nồng đậm cuồn cuộn mà đến. Đây chính là cổ mâu lấy từ túi chữ vật của Trương Húc và Trương Tiêu Giao. Cổ mâu này uy lực vô cùng cường đại, nhưng điều khiển nó lại hao tổn rất nhiều linh lực. Tuy nhiên, tu vi hiện tại của cổ vân cũng đủ để sử dụng món bảo vật này. Cùng lúc đó, cổ vân lại ném ra một thanh thủy thủ màu xanh biếc, đây là răng nanh của yêu thú nào đó, trên đó có kịch độc, tu sĩ bình thường dính phải, tuyệt đối là một kích chí mạng. Bảo vật này chỉ có thể sử dụng một lần, cực kỳ quý giá, nếu không phải loại này khó có thể ngăn cản, cổ vân sẽ không dễ dàng vận dụng. Đương nhiên, tính uy hiếp của dao găm này càng mạnh hơn, bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy đều biết rõ độc tính của bảo vật này mạnh mẽ, tuyệt đối không dám liều mạng. Ba gã tu sĩ Hồng Nguyệt Tông thấy tình hình này, sắc mặt đều biến đổi. Hai kiện bảo vật của cổ vân, vậy mà lập tức hóa giải công kích của bọn họ, trở nên thành thạo điêu luyện. Trên người tiểu tử này bảo vật không ít, bất quá hắn chỉ có một người mà thôi, nhiều bảo vật hơn nữa, cũng là vật vô dụng, hơn nữa sẽ phân tán tâm thần của hắn, hắn cũng không phải đối thủ của ba người chúng ta. Chỉ cần chúng ta dốc toàn lực đánh chết hắn, những bảo vật này chính là của chúng ta. Bảo vật hấp dẫn, không hề nghi ngờ là cực lớn, ba người bọn họ vốn định cướp đi linh môi đan mà thôi, không nghĩ tới, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện trên người cổ vân lại có nhiều bảo vật như vậy. Người nói chuyện chính là người khống chế linh hỏa linh hỏa của hắn chạy quanh người cổ vân thừa dịp cổ vân đang điều khiển cổ mâu phân tâm lập tức ép thẳng về phía cổ vân nhưng khi địa hỏa này chui vào cơ thể cổ vân lại không có bất cứ động tĩnh gì thật giống như biến mất vào hư không điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc đoàn địa hỏa này chính là hắn ở hỏa mạch sơn ngoài ý muốn đoạt được đó là tinh hoa của địa hỏa bị hắn luyện hóa nhiều năm cùng bản thân hòa làm một thể có thể so với bản mệnh linh bảo loại bảo vật giống với bản mệnh này làm sao có thể không có dấu hiệu nào biến mất, mà chính mình một chút cảm giác cũng không có đâu. Sau một khắc, đan điền của tu sĩ này, đột nhiên cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt, đau đớn kịch liệt, để thần thức của hắn cũng có chút mơ hồ. Linh hỏa đâu, linh hỏa lại biến mất không còn tâm hơi. Hắn nào biết đâu rằng, cổ vân ở dưới địa hỏa của dung hỏa chi nguyên luyện hóa, tạo thành thuần hỏa linh thể thiên hạ khó gặp, đối với khống chế linh hỏa, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Quan trọng hơn là, Thiên linh chi hỏa ẩn chứa trong cơ thể Cổ Vân bây giờ đã bao trùm bên ngoài cơ thể, loại linh hỏa quý giá nhất thế gian này có thể thôn phệ tất cả ngọn lửa. Khi linh hỏa của tu sĩ này tiếp xúc với Cổ Vân, trong nháy mắt đã bị thiên linh chi hỏa cắn nuốt. Ngay sau đó là xé rách liên hệ với tu sĩ này. Cổ Vân sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, thiên linh chi hỏa dọc theo hướng địa hỏa truyền đến, nhanh chóng phun trào. Gần như trong nháy mắt, trên người tu sĩ kia giấy lên ngọn lửa nồng đậm, giống như một người lửa chỉ trong chốc lát, liền hóa thành một đạo cho bụi. Hai người còn lại thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn một mực chú ý đến đoạn trùy kịch độc của cổ vân, căn bản không nhìn thấy người này đến tột cùng là chết như thế nào. Nhưng điều này cũng đủ để chứng tỏ tu vi của cổ vân không bình thường, bọn họ muốn giết chết cổ vân, e rằng không phải dễ dàng như vậy. Sau khi giết chết một người, cổ vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người này nữa. Bởi vì ba người này căn bản không muốn chừa đường sống cho mình, nếu như bỏ mặc hai người bọn họ rời đi, chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức càng lớn hơn. Có khả năng rất lớn, bọn họ sẽ tuyên dương khắp nơi là cổ vân giết người đoạt bảo. Tu sĩ Hồng Nguyệt Tông hiển nhiên càng dễ dàng tin tưởng bọn họ, chớ nói chi là có một người chết ở chỗ này. Như thế, cổ vân liền đắc tội toàn bộ Hồng Nguyệt Tông. Cho dù Vân Khởi trưởng lão tin tưởng mình, giải thoát cho mình, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nói không chừng mình còn chưa xuyên qua Hỏa Mạch Sơn đã bị tu sĩ Hồng Nguyệt Tông đuổi kịp. Cổ Vân cũng không muốn chọc phiền toái lớn này, hai người này tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Vù, một tiếng xé gió vang lên, trường mâu cổ xưa đâm mạnh về phía một tu sĩ, khí tức cực kỳ cương mãnh bộc phát ra từng đạo khí tức cuồng bạo. Tu sĩ kia bước nhanh lui về phía sau, nhưng ở trước mặt linh lực minh mông như thế, hắn căn bản không có bất kỳ chỗ chống phản kháng. Hơn nữa con dao kịch độc xanh biếc kia vẫn treo trên đỉnh đầu bọn họ, nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ nhiễm độc, gần như chắc chắn phải chết. Keng, một tiếng trầm đục vang lên, cổ Mâu xuyên thủng ngực một gã tu sĩ, đính hắn lên trên một cây đại thụ. Một tu sĩ còn lại vẻ mặt hoảng sợ, hắn là người có tu vi yếu nhất trong ba người, lúc này đây cũng bởi vì hai người khác giật dây mới đến đây. Không ngờ thực lực của Cổ Vân lại mạnh như vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã giết chết hai người hắn tuyệt đối không phải đối thủ của cổ vân tu sĩ này xoay người rời đi không chút do so dự nhưng cổ vân há có đạo lý thả hắn đi một đạo thiên linh hỏa lao vùn vụt vù tới trong nháy mắt khi tiếp xúc với hắn lập tức điên cuồng thiêu đốt chỉ một hơi thở liệt diễm nóng bỏng đã thiêu đốt toàn thân hắn nhanh chóng bốc cháy lên đạo hữu tha mạng cổ đạo hữu nể mặt vân khởi trưởng lão nếu như vân khởi tiền bối ở đây cũng sẽ không tha cho các ngươi ta cũng không nghĩ tới Hồng Nguyệt Tông sẽ xuất hiện những tên bại hoại các ngươi. Linh hỏa mãnh liệt thiêu đốt, người này lập tức hóa thành cho tàn. Cổ vân lại liên tiếp đánh ra hai đạo linh hỏa thiêu đốt thi thể của ba người này sạch sẽ, một cơn gió thổi qua, nơi đây không còn bất kỳ khác thường nào nữa. Về phần túi chữ vật của ba người, cổ vân tự nhiên là thu vào trong túi. Nhưng hiện tại cổ vân có thể đi xem xét túi chữ vật của các đê giai linh sư này, hắn ở đây chỉ hoãn không ít thời gian. Chương 203, Hỏa Mạch Sơn. Trên đường đi cũng không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, Cổ Vân một đường đi nhanh, độn tốc cực nhanh, hơn 20 ngày sau, rốt cuộc đi tới một mảnh hoang mạc. Nơi này hầu như không có một bóng người, không có một ngọn cỏ, khắp nơi là cát vàng khắp đồng, như vậy, lại đi 5 ngày, Cổ Vân rốt cuộc cảm nhận được một cỗ hỏa linh lực dày đặc từ phương xa truyền đến. Biên giới hoang mạc chính là từng mảnh từng mảnh cự thạch màu đỏ thắm, điểm dãy chập trùng nơi đây hẳn là Hỏa Mạch Sơn. Hỏa Mạch Sơn này trên thực tế là do một dãy núi lớn cấu thành, liên miên cực kỳ rộng lớn, từ trong đó đi qua, chỉ sợ cũng phải hơn 10 ngày. Hơn nữa, đây chỉ là tính toán hành tẩu bình thường, không tính toán đường xá khó đi trong dãy núi, cùng với điều kiện tiên quyết gặp phải bất chắc gì. Cổ vân tuy rằng từ cao tu vi hơi cao, nhưng bởi vì có vân khởi tiền bối nhắc nhở, cũng không dám tùy tiện tiến vào trong hỏa mạch sơn. Trên thế giới này, cao thủ nhiều như mây, Trận pháp hay thay đổi, thời khắc đều phải bảo trì cẩn thận. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan, một khi bị phục kích cũng có khả năng ngã xuống. Cổ Vân chậm rãi tìm kiếm quanh sơn mạch, xem xem nơi này có tu sĩ qua lại không. Vân Khởi Tiền Bối cũng nói, rất nhiều tu sĩ sẽ cùng nhau đi qua Hỏa Mạch Sơn để bảo đảm an toàn cho bản thân. Không bao lâu sau, Cổ Vân phát hiện có không ít tu sĩ tụ tập dưới một ngọn núi cực cao. Nơi này diện tích cực lớn, thậm chí còn có người đào móc động phủ trên sơn mạch. Ở dưới ngọn núi, có mấy quán trà ngoài trời, còn có chút tu sĩ bày quầy bán bảo vật. Sau khi cổ vân đến nơi này, đầu tiên là đánh giá xung quanh một phen. Tiền bối, có thể hay không xin một chén băng nguyệt thảo linh trà, trà này có thể giải nhiệt nhất, uống một chén liền có thể để cho lửa nóng trên người ngươi toàn bộ tiêu trừ. Một thiếu niên mặc áo ngắn cung kính nói, trong hỏa mạch sơn này, địa hỏa dày đặc, cực kỳ nóng bỏng, coi như là linh sư tu sĩ cũng không dễ dàng chống cự tuy không có hỏa độc mãnh liệt như hỏa nhãn đảo nhưng ở lại đây lâu cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt ở chỗ này bán ra linh trà có thể giải trừ địa hỏa khốc nhiệt tự nhiên là lựa chọn không tệ hỏa linh nồng đậm nơi đây ảnh hưởng không lớn đối với cổ vân hiện tại cổ vân là hỏa linh thể thuần túy sau khi hỏa linh nhập thể nó lập tức du tẩu toàn thân cổ vân cuối cùng trở thành một bộ phận của thiên linh hỏa nhưng cổ vân cũng không từ chối mà nói cho ta một ly. Rất nhanh, thiếu niên đưa tới một quyển linh trà, giá cả cũng không rẻ, trọn vẹn 10 khối linh thạch. Cổ vân ngồi trên ghế, chậm rãi thưởng thức linh trà, đánh giá chung quanh. Theo cổ vân đoán, nơi này có quán trà và ngần ấy tu sĩ bán bảo vật, là điểm tụ tập của các tu sĩ. Tu sĩ không chỉ đi hỏa mạch sơn mà còn vì bảo vật hỏa mạch sơn. Hỏa linh lực nồng đậm như thế, chắc chắn sinh sôi nhiều loại linh thảo hỏa thuộc tính, phẩm chất tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Đương nhiên, ngạch không bài trừ một bộ phận tu sĩ dựa vào giết người đoạt bảo ở đây du đáng, cổ vân loại tu sĩ ngoại lai này chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Những người này không quen thuộc hỏa mạch sơn, một khi bị dẫn vào trong đó, tiến vào cạm bẫy mai phục, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người giết người đoạt bảo này bởi vì có nhiều thù hằn nên cũng không dễ dàng rời đi, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ tới nơi đây bán bảo vật, đổi lấy một ít bảo vật mình cần. Không bao lâu sau, liền có một nam tử trung niên đi tới, đạo hiếu, không biết người muốn đi xuyên qua hỏa mạch sơn hay là tiến vào hỏa mạch sơn tầm bảo đây. Không bằng đồng hành cùng chúng ta, trên đường cũng có chút chiếu cố. Đa tạ đạo hiếu, không cần, cổ vân chắp tay, đạo hiếu, thêm một bằng hiếu, liền thêm một phần trợ giúp, trong hỏa mạch sơn cực kỳ hung hiểm, đạo hiếu một mình đi tới, cũng không phải là ý nghĩ gì tốt. Đạo hiếu quá lo lắng rồi, ta có ý định khác. Nghe cổ vân nói như thế, nam tử trung niên kia đành phải hậm hực rời đi. Trong một canh giờ kế tiếp, có bốn năm người đến mời cổ vân, hoặc là gia nhập tầm bảo của bọn họ, hoặc là đi xuyên qua hỏa mạch sơn, lý do thoái thác của bọn họ, phần lớn đều giống nhau. Đó chính là một thân một mình quá nguy hiểm, ở cùng với bọn họ sẽ tương đối an toàn. Những người này đều bị cổ vân từ chối, tiền bối, người còn cần linh trà sao? Thiếu niên bán trà lại tới hỏi thăm, dù sao cổ vân đã ở chỗ này ngây người một canh giờ cộng thêm ly nữa đi. Cổ vân duỗi tay, một túi chữ vật rơi vào trong tay thiếu niên kia. Tiền bối, ngươi, thiếu niên theo bản năng nhận lấy túi chữ vật, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong túi chữ vật này, có chừng 500 khối linh thạch. Một chén linh trà, cổ vân khẽ gật đầu, thiếu niên đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như hiểu ra cái gì, lập tức đem linh thạch thu vào trong ngực của mình, sau đó quay người rời đi. Sau một lát, thiếu niên bưng một chén linh trà chậm rãi đi tới, sau khi đặt linh trà ở trước mặt cổ vân, đánh giá chung quanh vài lần, sau đó thấp giọng nói tiền bối, những người vừa rồi ngươi tuyệt đối không nên đồng hành cùng bọn họ, ta đề nghị ngươi bây giờ lập tức rời khỏi nơi đây, hoặc là tìm vài tên tu sĩ quen biết đồng hành. Sau khi nói xong, thiếu niên kia lập tức rời đi, sắc mặt của hắn rất khẩn trương, sợ bị người khác nhìn thấy. Tuy rằng tốn 500 khối linh thạch, nhưng cổ vân cho rằng tin tức này vẫn tính là có lời. Quả nhiên không khác dự đoán của cổ vân là bao, nơi này có không ít tu sĩ giết người đoạt bảo nhưng làm thế nào mới có thể tìm được người thích hợp đồng hành từ trên người thiếu niên linh lực kia cổ vân hẳn là không chiếm được nhiều tin tức hơn tu vi của người này rất thấp cũng chính là bằng vào quan sát ngày thường của hắn biết được một ít tình huống cổ vân chậm rãi đứng dậy hắn có thể chú ý tới xung quanh có không ít tu sĩ đang nhìn mình chằm chằm cổ vân đi thẳng tới một quầy hàng trước mặt tu sĩ này bày một ít linh thảo hỏa thuộc tính trăm linh thạch một gốc 10 năm trở xuống, linh thạch 10 năm trở lên, một gốc linh thạch. Đạo hữu nhìn kỹ, tự chọn lựa là được, tu sĩ kia cũng không ngẩng đầu lên nói, "Những linh thảo này ta đều muốn." Cổ Vân thoáng đánh giá, ném ra một túi chữ vật. Tu sĩ kia nghe vậy biến sắc, khi hắn cầm lấy túi chữ vật, thoáng điều tra, sắc mặt càng trở nên 10 phần khác thường. Nói thật, tuy rằng bọn họ thu thập linh thảo không dễ, nhưng muốn bán ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Những linh thảo này giá trị rất cao, nhưng chỉ có tu sĩ linh căn hỏa thuộc tính mới có thể sử dụng, hơn nữa nơi đây tu sĩ cũng ít, lượng mua sắm cũng không lớn, mà muốn đi ra bên ngoài bán ra thì sẽ lãng phí lượng lớn thời gian. Đại tông môn cách nơi này gần nhất cũng chỉ là Hồng Nguyệt Tông a. Hơn nữa tông môn Hồng Nguyệt Tông không tính quá lớn, giao dịch hội mỗi năm một lần cực kỳ khổng lồ, căn bản không thể so sánh với thành trì phồn hoa như Phượng Minh thành. Cổ Vân thoáng cái đã mua hết toàn bộ linh thảo đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đủ cho hắn tu luyện mấy năm. Hơn nữa, ở trong túi chữ vật này, không chỉ có linh thảo, còn có một số đan dược, đây đều là đan dược do cổ vân luyện chế, có trợ giúp rất tốt đối với việc tu luyện linh sư. Tài liệu sử dụng cũng đều đến từ tinh la hải, phẩm chất rất tốt. Đối với những tu sĩ này mà nói, tuyệt đối là chân phẩm đan dược khó gặp. Linh thạch gấp đôi, lại thêm đan dược gấp đôi, đạo hữu đưa ta xuyên qua hỏa mạch sơn. Cổ vân trầm giọng nói, cái giá tiền này, cơ hồ làm cho đối phương không cách nào cự tuyệt, hắn không biết phải thu thập bao lâu mới có thể đạt được nhiều linh thảo như vậy, hơn nữa còn có nhiều đan dược như vậy, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền làm ra quyết định, thành giao. Cổ vân gật gật đầu, đi về phía gian hàng tiếp theo. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, tu sĩ đi theo phía sau cổ vân đã đạt tới 6 người. Cũng không phải tất cả mọi người đều bị linh thạch và đan dược của cổ vân hấp dẫn, nhưng phần lớn mọi người đều đồng ý điều kiện của cổ vân. Tu vi của những người này có lẽ không tính là quá cao, nhưng mỗi người đều là người có kinh nghiệm phong phú đối với hỏa mạch sơn. Quan trọng hơn, cổ vân coi trọng nhất là những người này không phải người quen biết, có lẽ trong bọn họ có người mưu đồ gây rối, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Như vậy liền ngăn chặn khả năng cổ vân gia nhập quần thể tu sĩ khác, bị bọn họ hợp nhau tấn công. Đồng thời, cổ vân dẫn dắt nhiều tu sĩ như vậy tiến vào hỏa mạch sơn, cũng khiến những tu sĩ có ý đồ theo đuôi cổ vân từ bỏ ý định này. Tiến vào hỏa mạch sơn, cổ vân cũng không nhất định phải để cho những tu sĩ này dẫn đường, nếu thời cơ thích hợp, cổ vân hoàn toàn có thể tự mình xuyên qua hỏa mạch sơn. Phẩy 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 phẩy, chư vị đạo hiếu, lần này ta muốn đi xuyên qua hỏa mạch sơn, hy vọng mấy vị giúp ta một tay, ta đáp ứng linh thạch cùng đan dược của các đạo hiếu, sẽ phân phát ba lượt. Cổ vân trầm giọng nói, đạo hữu yên tâm, ta đối với hỏa mạch sơn coi như quen thuộc, Bất quá hy vọng đạo hữu nói được thì làm được, nếu không mấy người chúng ta cũng không đáp ứng. Về việc này, mấy vị có thể tin tưởng ta. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, trên mặt mọi người đều không nhìn ra vẻ khác thường, mặt khác, phát hiện bất kỳ bảo vật gì, ta đều không lấy, chư vị chia đều, nếu là gặp được đánh nhau, hoặc là yêu thú, ta còn có thể có thủ lao khác. Chỉ cần chư vị đạo hữu thành tâm đối đãi ta, ta sẽ không để các ngươi thất vọng. Một nhóm bảy người tiến vào trong hỏa mạch sơn vừa bước vào là có thể cảm nhận được khí thức nóng bỏng nồng đậm khác hẳn với hình ảnh sự quyết của âm lương kia ngay cả loại thuần hỏa linh thể như cổ vân cũng có chút khó có thể chịu đựng sáu tên tu sĩ kia lấy ra vài món bảo vật thu nạp hỏa linh lực xung quanh cổ vân cũng âm thầm lấy ra một viên thủy linh châu quả nhiên hỏa linh xung quanh đích xác đã giảm bớt không ít sáu người này thoạt nhìn tựa hồ cũng không quá quen thuộc không có bất kỳ giao lưu gì cổ vân cũng không hỏi thăm tên những người này dù sao đây cũng là quan hệ thuê mướn đơn giản, nói không chừng gặp phải tu sĩ giết người đoạt bảo, những người này sẽ lập tức bỏ chạy. Tuy cổ vân hứa hẹn sẽ có thêm linh thạch, nhưng nếu thật sự gặp phải chỗ nguy hiểm, bọn họ chưa chắc thật sự dám ra tay, nói không chừng đại nạn buông xuống sẽ chạy trốn khắp nơi. Bởi vì tính mạng là dùng linh thạch đổi không được, hứa hẹn này không có chút ý nghĩa nào. Nhưng những người này có thể tạo tác dụng báo động trước cho cổ vân, bọn họ biết là địa phương nào nguy hiểm không thể tới gần, cũng biết người nào không thể đắc tội, có thể tận lực tránh né nguy hiểm. Đối với cổ vân, như vậy cũng đã đủ rồi. chương 204, Hỏa Long Thú, nhóm cổ vân 7 người chậm rãi tiến lên trong hỏa mạch sơn, độn tốc cũng không nhanh. Cổ vân có thể nhìn ra được, 7 người đều có mấy phần phòng bị lẫn nhau, cho nên lựa chọn lộ tuyến cũng là mọi người giữ ý mình, bất quá dù sao cũng là vừa mới tiến vào hỏa mạch sơn, khác nhau cũng không phải là rất lớn như vậy tuy rằng có thể miễn trừ rất nhiều nguy hiểm không cần thiết nhưng tương tự cũng sẽ giảm bớt tốc độ hơn nữa những người này còn tìm kiếm các loại bảo vật linh thảo xung quanh dựa theo cổ vân nói ai tìm được thì người đó nếu lại yêu thú khu săn thì sẽ chia đều cổ vân một mực không lấy có cơ hội tốt như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ước chừng nửa ngày sau mới đi được mấy chục dặm đường đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là địa hình núi hỏa mạch phức tạp các loại sơn mạch nhỏ gập ghềnh không bằng phẳng, tuy rằng không có cây cối lộn xộn nhưng loạn thạch khắp nơi. Hơn nữa hỏa linh lực nơi này quá mức nồng hậu dày đặc, không thích hợp cho việc ngự kiếm phi hành, nếu không sẽ hao tổn đại lượng linh lực. Đương nhiên, đối với Cổ Vân có hỏa linh thể thuần mà nói, ảnh hưởng không lớn lắm, nhưng cũng không thể ngự kiếm cự ly dài, nếu không hỏa linh trong cơ thể sẽ xúc tích đến một mức độ không thể thừa nhận. Cũng khó trách ngay cả tu sĩ cảnh giới linh đan cũng kiêng kỵ hỏa mạch sơn này sâu như vậy. Cổ Vân vừa hấp thu hỏa linh lực xung quanh vừa chậm rãi luyện hóa nó. Nếu Cổ Vân có thể ở chỗ này tu luyện 10 ngày, luyện hóa hỏa linh nơi đây vào trong đan điền của mình, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ thích ứng với linh lực biến hóa nơi đây. Hỏa Mạch Sơn có rất nhiều lối rẽ, rắc rối phức tạp. Mỗi một giao lộ đều là một lựa chọn. Đạo Hữu, chúng ta tốt nhất không nên đi theo con đường này." Một nam tử mặc áo vải bố đột nhiên mở miệng nói. Những người khác đều nhướng mày, cổ vân trầm giọng nói xin hỏi đạo hữu con đường này vì sao không thể đi ta thấy nơi đây dấu chân rất nhiều còn có rất nhiều dấu vết tu sĩ từ đây đi qua hơn nữa vừa rồi chư vị đạo hữu cùng chọn con đường này hẳn là một con đường rất thường đi mấy người các ngươi một tháng gần đây đi qua nơi này sao nam tử mặc áo vải thô hỏi chuyện này gần đây ta cũng không có xâm nhập hỏa mạch sơn mấy người khác cũng liên tục lắc đầu biểu thị chính mình gần đây không có tiến vào hỏa mạch sơn Nam tử mặc áo vải thô nói, nếu là trước đây, chư vị đi từ nơi này, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng từ một tháng trước, nơi này có hỏa long thú qua lại, đã có không ít tu sĩ ngã xuống. Hỏa long thú, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, rất nhiều người lộ vẻ hoảng sợ. Cổ vân ngược lại có vài phần ngoài ý muốn, đạo hiểu, hỏa long thú là vật gì? Đạo hữu không biết hỏa long thú, Nam tử mặc áo vải thô kinh ngạc nói, đây là một trong những yêu thú khiến người ta sợ hãi nhất trong hỏa mạch sơn. Con thú này giỏi về chui xuống đất, hành tung bất định, một khi bị nhìn chằm chằm vào tu sĩ, rất khó đào thoát, thậm chí sẽ liên tiếp theo dõi hơn 10 ngày. Yêu thú này cực kỳ xảo trá, cho dù là tiền bối cảnh giới linh đan cũng khó có thể đánh chết nó, hơn nữa một khi phát hiện nguy hiểm, con thú này sẽ lập tức lẻn vào lòng đất. Cổ vân gật đầu, tuy rằng chưa từng gặp qua hỏa long thú này, nhưng có vài phần tương tự với hỏa long sắt mà cổ vân đã gặp ở tinh la hải bất quá nhìn bộ dáng hoảng sợ của đám tu sĩ này con thú này khẳng định khó có thể đối phó sau khi thoáng trầm ngâm cổ vân nói đạo hữu có con đường nào tốt không chỉ cần tránh xa hỏa long thú là được vì lý do an toàn chúng ta tốt nhất đi vòng mặc dù có thể sẽ chậm chế một chút thời gian nhưng ít nhất có thể cam đoan an toàn tu sĩ kia từ trong ngực lấy ra một cái bản đồ cực kỳ giản lược mời chư vị xem từ vị trí của chúng ta, đi về hướng tây hơn 10 dặm là con đường gần nhất, nếu là hướng đông thì phải đi thêm 10 dặm. Ngoài ra, hẳn là không có lựa chọn tốt hơn. Vậy thì đi con đường phía tây đi, con đường này ta đi qua, tuy rằng đường hơi hẹp một chút, nhưng cũng có thể thông qua. Một gã tu sĩ khác gật đầu nói, tranh lệch 10 dặm, mọi người tự nhiên lập tức có quyết định. Phần lớn mọi người đều tán thành con đường phía tây, có thể nhìn ra được, đây cũng không phải con đường vắng vẻ gì, cổ vân gật gật đầu, để cho nam tử mặc áo vải thô kia đi trước dẫn đường. Đạo hiểu, xem ngươi không hiểu nhiều về hỏa long thú, hẳn là lần đầu tiên tiến vào hỏa mạch sơn. Cổ vân gật gật đầu, hỏa mạch sơn này thực tế không có gì đặc biệt, chỉ là địa hỏa hơi nồng, tu sĩ chúng ta không dễ chịu đựng, nhưng lâu rồi quen là được, đạo hiểu có bản đồ của hỏa mạch sơn xem xem. Nam tử mặc áo vải thô đưa qua một quyển sách nhỏ. Trong đó có bản đồ hắn vừa lấy ra, tuy rằng phác họa vô cùng giản lược nhưng cũng có thể nhìn ra hình dáng đại khái của hỏa mạch sơn hơn nữa còn đánh dấu một số nơi mà yêu thú thường xuyên dễ dàng lui tới nhưng còn có một vài dấu hiệu cổ vân xem không hiểu đạo hữu trên bản đồ này có đánh dấu một số động phủ và tu sĩ có ý gì những nơi này là nơi tu luyện của một vài tiền bối tu vi cao thâm còn có một số nơi tụ tập của các tu sĩ chúng ta phải tận lực tránh đi những nơi này còn có tu sĩ định cư ở đây, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh hãi. Địa hỏa nơi đây cực kỳ nồng đậm, cho dù là cường giả cảnh giới linh đan cũng chưa chắc có thể quanh năm suốt tháng ở đây tu luyện, một khi hỏa linh lực trong cơ thể tích tụ quá nhiều sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển. Trên thực tế, nơi này cùng dung hỏa chi nguyên ngược lại là có vài phần tương tự, chỉ là địa hỏa nơi này càng thêm ôn hòa, sinh ra hiệu quả tiêu cực càng thêm chậm chạp mà thôi. Cũng có thể nói như vậy có vài tu sĩ hỏa linh lực hàng năm đều định cư ở chỗ này mấy tháng tu luyện, vì càng thêm thuận tiện, bọn họ đều ở đây có động phủ, chúng ta cũng không biết những tiền bối này khi nào sẽ tới nơi này, khi nào không ở đây, cho nên tận lực không nên tới gần, để tránh cho những tiền bối kia cho rằng chúng ta có ý đổ tiến vào động phủ của hắn. Ngoài ra, còn có một số tu sĩ ở đây sáng lập tông môn, thay phiên đóng giữ động phủ, cho nên trong động phủ này, là quanh năm có người, hơn nữa nhân số không ít. Cổ vân gật gật đầu, trong lòng xem như có vài phần hiểu rõ, xem ra Hỏa Mạch Sơn này không đơn giản như mình nghĩ. Cổ Vân lại chỉ hướng một cái phòng ở thật lớn ở trung tâm Hỏa Mạch Sơn, chỗ đánh dấu này lại là có ý gì? Nơi này là phường thị duy nhất trong Hỏa Mạch Sơn, cũng là nơi các tu sĩ tụ tập nhiều nhất. Cho nên nơi này hẳn là một trong những nơi an toàn nhất, bình thường sẽ có người ở đây bán ra các loại bảo vật. Chúng ta muốn đi xuyên qua Hỏa Mạch Sơn, tốt nhất là đi qua nơi đây, bổ sung một chút đan dược, bảo vật cần thiết nghe được lời ấy cổ vân trong lòng có mấy phần kinh ngạc không nghĩ tới trong hỏa mạch sơn này lại còn có một phường thị nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường tu sĩ hoạt động trong hỏa mạch sơn rất nhiều nếu không có một phường thị thì có chút kỳ quái nhưng phường thị này khẳng định không thể so với các thành trì khác do các tu sĩ tự phát hình thành cũng không có gì an toàn cam đoan lúc này một tu sĩ trẻ tuổi phía sau cổ vân đột nhiên mở miệng nói đạo hiếu ta ngược lại là đề nghị vượt qua phường thị này người này tiếp tục nói bảy người chúng ta đồng hành chưa chắc mỗi người đều không có tư tâm nói không chừng người nào đó trong đó liền có ý giết người đoạt bảo người này bây giờ đi cùng chúng ta đợi đến phường thị có thể liên hệ đồng bạn của hắn sau đó chậm rãi theo đuôi phiêu lưu thật lớn một tu sĩ khác cũng nói đúng vậy nguy hiểm này quá lớn nếu đạo hữu cố ý đi phường thị tại hạ sẽ lập tức rời khỏi mấy người còn lại cũng không tỏ thái độ gì cổ vân cũng không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ Nam tử mặc áo vải thô hừ lạnh nói, "Phường thị chính là con đường phải đi qua, nếu trong lòng các ngươi không thẹn, sao lại nghĩ nhiều như vậy? Nếu muốn rời khỏi, các ngươi bây giờ rời khỏi ngay, chờ đến phường thị, chúng ta lại chiêu mộ mấy người là được." Cổ Vân thấy tình huống này, vội vàng nói, "Chư vị không cần tranh chấp như vậy, nơi đây cách phường thị còn một đoạn, ta sẽ cẩn thận suy tư một chút, nếu như đến phường thị, có muốn rời đi ta cũng không ngăn cản, hơn nữa ta sẽ trả một nửa linh thạch cùng đan dược để tạ ơn." Những lời này của Cổ Vân lập tức làm cho cục diện khẩn trương hòa hoãn rất nhiều. Cổ Vân cũng nhìn ra, không ít người đều có chút khẩn trương, dù sao cùng người xa lạ tiến vào Hỏa Mạch Sơn, đích thật là nguy hiểm trùng điệp. Con đường tiếp theo vô cùng một ngạt, phần lớn mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa, dưới nền đất khô nóng, cùng với ánh nắng chiếu thẳng, khiến người ta không thở nổi, có mấy chỗ trong khe hở lại toát ra từng tia lửa. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện vài cọng linh thảo hỏa thuộc tính bất quá những tu sĩ này hiển nhiên không có hứng thú quá lớn, tùy ý thu vào. Hơn nữa càng xâm nhập hỏa mạch sơn, loại khốc nhiệt này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng đối với cổ vân mà nói, lại càng ngày càng thích ứng. Lúc này cổ vân đã thu thủy linh châu lại, hỏa linh lực minh mông dũng mãnh tràn vào trong cơ thể cổ vân, nhanh chóng chạy trong thiên linh chi hỏa bên ngoài thân, truyền lại toàn thân, thân thể cổ vân giống như một khối hỏa linh thể, thôn vệ hỏa linh lực vô hạn. Cùng lúc đó, Tinh phách Phượng Hoàng linh cơ thứ hai của Cổ Vân cũng trở nên vô cùng sinh động, đại lượng hỏa linh lực bị nó cắn nuốt càng nhiều, màu sắc của tinh phách Phượng Hoàng càng thêm tươi đẹp, càng ngày càng thực chất hóa. Hơn nữa, Cổ Vân có thể cảm nhận được nơi này có một tia thần lực, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn chậm rãi tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Ở nơi mà Cổ Vân đã trải qua trước đó, có hai nơi thần lực tương đối nồng đậm, một là Phượng Nhãn đảo, khi Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, hai là Dung Hỏa chi nguyên nơi này lại cũng có thần lực xuất hiện đủ để chứng minh nơi này bất phàm hơn nữa cổ vân chú ý tới ba địa điểm này có một chỗ chung đó chính là hỏa linh lực vô cùng nồng đậm về phần bí ẩn sâu hơn một tầng cổ vân cũng nghĩ không thông có lẽ đợi đến lúc tu vi càng cao thâm hơn một chút mới có thể hiểu rõ thần lực tuy mỏng manh nhưng cũng là trí bảo cực kỳ hiếm có cổ vân toàn tâm thu nạp những thần lực này đột nhiên nam tử mặc áo vải thô đi thuốc ở đằng trước thân ảnh đột nhiên lóe lên độn tốc cực nhanh chui vào một chỗ loạn thạch phía trước. Trong mắt cổ vân lóe lên vẻ kinh hãi, tu sĩ xung quanh cũng đều sửng sốt, gần như đồng thời, mấy đạo linh lực nồng hậu xung quanh phun trào ra. Có mai phục, chương 205, những tu sĩ này đối phó mai phục giống như kinh nghiệm thập phần phong phú, lập tức tụ cùng một chỗ, điều khiển linh bảo của mình, trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận. Mà lúc này, nam tử mặc áo vải thô kia đã nhanh chóng độn đi, chạy đến một gò đất. Tống chiết, việc này làm không tệ. Một tu sĩ lớn tuổi cười nói, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã câu được dê béo lên rồi. Hồng hổ hồ sư huynh quá khen, ta cũng là vận khí tốt. Tu sĩ áo vải thô chỉ vào cổ vân, sư huynh, đây chính là một con dê béo lớn, nhất định phải lưu hắn lại, bảo vật trên người hắn tuyệt đối không ít. Cổ vân trong mắt lộ ra một tia hàn mang, không lâu trước đó, nam tử thổ bố y y này còn đang miêu tả tình huống hỏa mạch sơn cho hắn, ai có thể nghĩ đến, chỉ bất quá sau một lát, người này vậy mà biến thành tu sĩ giết người đoạt bảo. Hồng hổ, hồ, ngươi là hồng hổ, hồ, sao ngươi còn chưa chết? Một gã tu sĩ phía sau cổ Vân Kinh Hãi kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ha ha ha, hồng hồ ta há lại dễ dàng chết như vậy? Ánh mắt hồng hổ hồ lộ ra một tia khinh miệt, để túi chữ vật lại, tha cho các ngươi một con đường sống. Dưới tình huống này, giao túi chữ vật của mình ra, không khác gì tự sát. Những người này quả quyết không thể đồng ý. Không hổ hư lạnh một tiếng, vung tay lên, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, trong chốc lát, một cái đầu màu đỏ cực lớn từ dưới nền đất chui ra. Đầu này ngoại trừ một cái miệng máu ra, không có bộ phận khác, trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu đỏ, trên đó bị từng luồng ánh lửa bao phủ. Hỏa long thú, mọi người càng hoảng sợ, lẽ nào, lẽ nào tin đồn là thật, người thật sự giết vị lão tổ kia. Đây là hỏa long thú, cổ vân cảm nhận được luồng khí thức hỏa linh khổng lồ này gần như khiến người ta khó có thể thở được. Nghe người phía sau sợ hãi thán phục, con hổ đỏ này dường như đã làm chuyện gì ghê gớm lắm. Hồng hổ sư huynh, cần gì phí lời với bọn hắn, thả hỏa long thú ra, giết chết toàn bộ bọn hắn. Lý Chiết cười lạnh nói, trong mắt cổ vân hiện lên hàn quang, tu sĩ tên gọi hồng hổ kia thực lực càng bất phàm, không thể khinh thường. Nếu chỉ là những tu sĩ này, cổ vân có thể dựa vào lực lượng bản thân đánh một trận, nhưng cộng thêm hỏa long thú này, Cổ Vân căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cổ Vân Dư Quang nhìn tu sĩ bên cạnh, trên mặt bọn họ đã lộ vẻ hoảng sợ, có mấy người dường như đã mất đi ý định chống cự, ngư toàn giao túi chữ vật ra để bảo vệ tính mạng. Một khi như thế, nguy hiểm của Cổ Vân sẽ càng lớn hơn. Không thể kéo dài thêm nữa, Cổ Vân nắm lấy hạt châu thuấn di, gần như trong nháy mắt đã đến bên cạnh Lý Triết. Một đạo linh hỏa từ lòng bàn tay của Cổ Vân chui vào trong thân thể Lý Triết, gần như trong nháy mắt ngược Lý Chiết bị thiên linh chi hỏa xuyên thùng, ngay sau đó nhanh chóng thiêu đốt. Lý Chiết thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn hoảng sợ nhìn thân thể của mình từng chút từng chút bị thiên linh chi hỏa thôn phệ, căn bản không có lực phản kháng. Thậm chí không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, đã bị đốt thành cho bụi. Sau khi giết chết Lý Chiết, cổ vân không có bất kỳ cái gì dừng lại, lập tức sử dụng thuấn di châu, nhanh chóng biến mất ở phía sau một tảng đá lớn. Đám người hồng hổ hồ lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ cách Lý Chiết bất quá năm trượng, nhưng dưới trạng thái thả lỏng vừa rồi, chỉ nhìn thấy cổ vân biến thành một đạo tàn ảnh bay qua. Phản ứng của đám người hồng hổ cũng không chậm, bọn họ lập tức tụ thành một đoàn, phòng ngừa cổ vân đánh lén. Trên thực tế, cổ vân dẫn đầu giết chết Lý Chiết, chủ yếu vẫn là hắn cách xa tu sĩ khác một chút, một khi cận thân, bản thân cổ vân cũng là vô cùng nguy hiểm. Các ngươi đang đợi cái gì, còn không mau rời khỏi nơi này. Cổ vân hét lớn một tiếng, năm tên tu sĩ kia như vừa tỉnh mộng lập tức chạy như điên để bọn họ lại ánh mắt hồng hồ lộ ra một tia gấp gáp không thể để cho bọn họ còn sống rời đi bất quá sau một khắc hồng hồ từ bỏ ý nghĩ này năm người này phân biệt hướng năm phương hướng bỏ chạy mặc dù có được hỏa long thú hắn cũng không có khả năng đồng thời truy sát năm người hơn nữa cổ vân còn đang nhìn chằm chằm vào một tảng đá lớn một khi bọn họ lộ ra bất kỳ sơ hở nào gần như chắc chắn phải chết làm sao bây giờ, đám người hồng hổ không có bất kỳ động tác gì, điều này khiến cổ vân rất kinh ngạc. Nhưng cổ vân cũng hiểu, mình không thể hiện thân giống như những người khác, chỗ dựa lớn nhất của mình chính là ẩn nấp trong bóng tối, cho hồng hổ một kích sau lưng, một khi xuất hiện, chỉ cần là hỏa long thú, cổ vân liền không cách nào ứng đối. Thôi, bọn họ trốn liền chạy, những người đó sớm muộn gì cũng biết ta còn sống. Hồng hổ hư lạnh một tiếng, nhìn quanh bốn phía, Hỏa long thú to lớn chậm rãi di chuyển trong tảng đá lớn, mưu toan tìm ra cổ vân. Lý triết vừa rồi nói bảo vật trên người cổ vân phong phú, tuyệt đối không phải hư ngôn, chỉ riêng bảo vật cổ vân vừa rồi thuấn di, đã khiến bọn họ thèm nhỏ rãi. Cổ vân hít sâu một hơi, nhưng trong lòng lại càng bình tĩnh. Hỏa long thú này nhìn như uy lực cường đại, nhưng dưới sự điều khiển của hồng hổ, lại là vô cùng vụng về. Đặc biệt là khí tức hỏa linh của cổ vân sau khi hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, căn bản không tìm thấy tung tích của cổ vân. Đương nhiên, cổ vân cũng không thể cứ ở đây kéo dài mãi được. Cổ vân lần nữa sử dụng thuấn di hạt châu, cơ hồ trong nháy mắt phi độn hơn 10 trường. Đừng để hắn chạy, hỏa long thú phát ra một tiếng rít, cấp bách đuổi theo. Nhưng đám người hồng hổ không chú ý, phía sau bọn họ có mấy thanh phi kiếm bay tới. Không tốt, có đánh lén. Hồng hổ tu vi hơi cao, vội vàng tăng lên những người khác, bất quá vẫn có một gã tu sĩ phản ứng hơi chậm cơ hồ sẽ bị phi kiếm đánh trúng không hổ hồ vội vàng ngự ra một thanh tiểu thuẫn ngăn ở phía trước người này nhưng vào lúc này đột nhiên trong phi kiếm bắn ra một đạo hồng quang trong nháy mắt chui vào thân thể một tu sĩ khác ầm um, gần như trong nháy mắt tiếp xúc với tên tu sĩ kia bộc phát ra quả cầu lửa thật lớn nhanh chóng thiêu đốt một cỗ khí tức khét lẹt trong nháy mắt chuyển đến sau một lát người này hóa thành cho bụi lại chết một người mà bởi vì phòng ngự phi kiếm vừa rồi hỏa long thú do hồng hổ điều khiển cũng mất đi tung tích cổ vân. Nhưng hồng hổ tin chắc, cổ vân cũng không rời đi quá xa, hơn nữa lại thuấn di trốn đi, nếu không tuyệt đối không thể chạy thoát hỏa long thú truy kích. Ngay khi hồng hổ định lần nữa tìm kiếm tung tích cổ vân, năm thanh phi kiếm lại từ các phương vị khác nhau bay tới. Mau trốn, hồng hổ hét lớn một tiếng, hỏa long thú như một bức tường lớn, nằm ngang trong phi kiếm. Thiên linh chi hỏa rơi vào trên người hỏa long thú, cũng không tạo thành uy hiếp lớn bao nhiêu. Bất quá hồng hồ cũng lộ vẻ kinh ngạc, nếu không phải hắn quyết đoán để hỏa long thú rút về, sợ rằng ít nhất lại phải chết một gã tu sĩ. Ba người còn lại cũng sống sót sau tai nạn, nhưng không dám thở mạnh, sợ cổ vân lại đột nhiên đánh lén từ một hướng nào đó. Đợi đủ một khắc đồng hồ, cổ vân vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đám hồng hổ hồ không dám thả hỏa long thú ra tìm cổ vân, một khi cổ vân tấn công lần nữa, bọn họ có thể tránh thoát phi kiếm, nhưng luồng linh hỏa cực mạnh kia lại là chí mạng nhất, chỉ cần dính vào một chút thôi là chắc chắn phải chết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hồng hổ lau mồ hôi trên chán, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được đối thủ nhẫn nại như thế. Ở hỏa mạch sơn trà trộn vài chục năm qua, hồng hổ như cá gặp nước, tu sĩ đi theo bên cạnh hắn đã đổi qua mấy nhóm, đại bộ phận đều chết ở chỗ này, nhưng chỉ có hắn, sống tiêu diêu tự tại, chuyện khiến gã đắc ý nhất là mấy tháng trước gã giết một linh đơn tu sĩ bế quan đoạt được hỏa long thú tuy gã trọng thương nhưng so với thu hoạch lớn lần này thì đáng giá hắn vốn cho là sau khi mình đạt được hỏa long thú ở trong hỏa mạch sơn sẽ không còn địch thủ coi như là tiền bối cảnh giới linh đan cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi không ngờ lại ở đây trước mặt một tu sĩ linh sư lại có cảm giác nguy cơ nặng nề như vậy tên linh sư này ra tay quá nhanh nhanh đến mức hắn cũng không thấy rõ lắm Càng đáng sợ hơn là, tâm tư của đối phương trầm ổn như thế, vậy mà có thể làm được ẩn mà không phát. Hắn suy đoán, đối phương khẳng định có một loại bí bảo nào đó, uy lực kinh người, nếu như bị đánh lén thì e rằng sẽ bị tổn thương rất lớn, thậm chí có khả năng bị một kích của đối phương đánh chết. Điều này còn đáng sợ hơn cả những tu sĩ linh đan điều khiển linh bảo phi kiếm cường đại. Hồng hồ cũng rất rõ ràng, một khi hắn lộ ra bất kỳ sơ hở nào, đối phương sẽ xuất kỳ bất ý công kích, sau khi hơi trầm ngâm một lúc, hồng hổ trầm giọng nói, ba vị sư đệ, nơi này không nên ở lâu, chúng ta rời đi sớm một chút đi. Sư huynh, ba người sướng sờ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mặc dù ta không rõ ràng thực lực cụ thể của người này, nhưng tuyệt đối có vài phần đặc thù, rằng có đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta ngược lại không sợ, mà ba người các ngươi một khi bị hắn đánh lén, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng hồng hổ mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói. Sau khi nói xong, Hồng Hổ lại cao giọng nói, vị đạo hữu này, chuyện hôm nay ta là dễ tin tống chiết, người khác đã chết, chúng ta không ai nợ ai, cứ như vậy từ biệt. Sau khi nói xong, Hồng Hổ gọi hỏa long thú ra, cùng ba người chậm rãi lui về phía sau. Cổ vân ngồi xếp bằng sau một tảng đá màu đỏ, khẽ nhíu mày, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể đây là kế hoãn binh của Hồng Hổ. Đương nhiên, nếu Hồng Hổ thật sự sợ hãi mà thối lui, đối với cổ vân mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao đối mặt hỏa long thú, cổ vân cũng không có phần thắng gì. Nơi này không quen cuộc sống nơi đây, cổ vân cũng không muốn dây dưa quá nhiều ở đây. Đang lúc cổ vân yên lòng, đột nhiên, mấy đạo linh lực cường đại từ đằng xa cấp tốc bay đến. Cổ vân khẽ nhướng mày, vẫn che giấu khí tức của mình. Hồng hồ cũng hơi nhíu mày, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Một lát sau, vài tiếng xé gió chuyển đến, 10 tu sĩ mặc đạo bào màu vàng ngựa kiếm bay đến. Muốn ở trong Hỏa Mạch Sơn, ngựa kiếm mà đi là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, thi triển linh lực quá độ, dẫn đến hậu quả lớn nhất chính là hỏa linh lực nhập thể. 10 người này hiển nhiên cũng không phải hạng người tu vi cao thâm, tu vi cao nhất cũng chỉ linh sư trung kỳ mà thôi, bọn họ lại ngựa kiếm mà đi, chẳng lẽ là có bí pháp đặc thù gì sao? "Không hổ, quả nhiên là ngươi, ta xem ngươi trốn đi đâu." Nam tử áo vàng cầm đầu nói, "Chư vị sư đệ, Chính là người này hại chết sư phụ, hỏa long thú kia cũng là linh thú của sư phụ. Hồng Hổ, người thật to gan, giao bảo vật của sư tôn ra, nếu không hôm nay nhất định sẽ khiến người hồn phi phách tán. Phẩy 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 phẩy, cổ vân sau khi nghe được những lời này, trong lòng thoáng thả lòng, những người này dĩ nhiên là kẻ thù của Hồng hồ Chỉ cần mình không trêu chọc bọn họ, nghĩ đến bọn họ cũng không muốn thêm phiền phức. Nhưng Hồng Hổ này đích xác có vài phần bản lĩnh lại có thể thiết kế giết chết một gã cường giả linh đan, hắn tất nhiên lừa gạt được sự tín nhiệm của tu sĩ linh đan kia, bố trí trận pháp hoặc là dùng bí pháp đặc thù gì đó, mới có thể giết chết tu sĩ linh đan kia. Mười hoàng bào tu sĩ này chắc là từ miệng những tu sĩ đào tẩu biết được tin tức nên vội vàng chạy đến. Không hổ hơi nhíu mày, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, đối mặt với 10 tên tu sĩ linh sư, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù là có hỏa long thú cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hồng Hồ đảo mắt, trầm giọng nói, "Chắc các ngươi lấy được tin tức của ta từ một số tu sĩ đào tẩu, các ngươi không lấy làm lạ vì sao các ngươi nhận được tin ta ở đây trong vòng hơn một canh giờ." Những tu sĩ áo vàng kia cũng hơi sững sờ, bọn họ cũng rất kỳ quái, mình vậy mà nhanh như vậy đã tìm được Hồng Hồ, vốn cho rằng cần tốn hao một đoạn thời gian. Hồng Hồ tiếp tục nói, "Kỳ thực trừ ta ra, nơi này còn có một tu sĩ" Không hồ chỉ chỉ thân thể gần như hóa thành cho bụi trên mặt đất. Người này tu vi cực cao, linh bảo trên người rất nhiều, hơn nữa hành tung bất định. Ta mặc dù dùng hỏa long thú cũng không thể chống lại hắn, bị hắn vây khốn hơn một canh giờ. Mặc dù tu vi của 10 người, người các ngươi cũng không tính là quá thấp, nhưng so với ta thì như thế nào? Đợi lát nữa chúng ta lưỡng bại câu thương, để hắn chiếm tiện nghi. Không hồ, bớt nói nhảm, trước tiên giao túi chữ vật của sư tôn ra đây xem ra các ngươi vẫn không tin ta không hồ lạnh lùng nói lấy tu vi của ta cộng thêm hỏa long thú trợ lực cho dù là chết cũng có thể đánh gục năm người các ngươi trở lên còn lại cũng không có khả năng toàn thân trở ra mà đến lúc đó tất cả những người còn lại của các ngươi đều sẽ chết ở trong tay tu sĩ ẩn nấp này chẳng lẽ các ngươi nhất định phải lưỡng bại câu thương sao không hồ nói vô cùng rõ ràng không có nửa điểm giả dối hơn nữa còn làm ra một bộ dáng liều mạng Điều này làm cho đám tu sĩ si áo vàng kia đều khẽ cao mày, bọn họ hiển nhiên không muốn liều mạng với hồng hổ. Sư tôn đã chết, báo thủ đối với bọn họ cũng không có ý nghĩa quá lớn, nhưng bảo vật cùng hỏa long thú của sư tôn lại tuyệt đối không thể tiện nghi cho ngoại nhân này. Sở dĩ bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, chủ yếu vẫn là nhân số chiếm đa số, nếu như một mình xuất ra bất kỳ một người nào, đều không thể chống lại hồng hổ. Hơn nữa, một khi đến cuộc chiến sinh tử, ai cũng không muốn xông lên phía trước nếu đúng như lời hồng hổ nói, bọn họ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại giết ra một tu sĩ cường đại, bọn họ ứng đối như thế nào? Đỉnh Nguyệt lão nhân đã chết, tuy các ngươi đều là đệ tử của hắn, nhưng mà Đỉnh Nguyệt lão nhân ở trên người các ngươi cũng bóc lột không ít chỗ tốt, hắn chết, các ngươi ngược lại nhẹ nhóm. Hồng hổ trầm giọng nói, đương nhiên, bảo vật của hắn, ta có thể lấy ra một ít, chúng ta cứ như vậy ân oán chấm dứt. Nếu không phải vào thời khắc đặc thù này. Hồng hồ căn bản không có khả năng làm ra nhượng bộ như vậy, bất quá hắn thực sự không có nắm chắc đối phó với 10 người đối diện, hơn nữa cổ vân còn không biết đang trốn ở nơi nào. 10 tên tu sĩ si áo vàng kia đều trầm ngâm, bọn họ hiện tại cũng đang suy nghĩ có phải đối với mình có chỗ tốt hay không. không hồ, sự tôn bảo vật cũng không ít, không nói đến linh bảo trong đó, chỉ riêng kết kim đan kia cũng đủ để cho tất cả mọi người liều mạng cướp đoạt. Một tu sĩ si áo vàng trầm giọng nói, kết kim đan, trong mắt cổ vân lóe lên tinh mang đối với tu sĩ linh sư mà nói đây chính là bảo vật chân quý nhất không có cái thứ hai có đan dược này tỷ lệ tiến giai cảnh giới linh đan tăng lên rất nhiều cho nên chỗ chân quý của viên đan dược này căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung với cổ vân mà nói kết kim đan này còn có giá trị hơn hỏa long thú nhiều hồng hồ ngượng ngùng cười nói đạo hữu nói đùa hỏa mạch sơn đều lưu truyền đỉnh nguyệt lão nhân có kết kim đan nhưng ta lại không phát hiện nghĩ đến là hắn vì để các ngươi liều mạng tầm bảo cho hắn, nói dối đúng không? Hồng hổ, sư tôn tuyệt đối có kết kim đan, chuyện này không thể nghi ngờ. Ngươi, người này còn chưa dứt lời, bị một tu sĩ lớn tuổi bên cạnh hắn cắt ngang, được rồi, đừng nói nữa. Dù sao túi chư vật ở trong tay hồng hổ, chúng ta theo như lời hắn cũng không biết thật giả. Hơn nữa kết kim đan chỉ có một viên, 10 người chúng ta cũng không cách nào chia cắt. Kết kim đan tuy rằng chân quý, nhưng mà một khi đạt được, người có thể bảo trụ nó sao? Đừng nói người khác, chỉ riêng 10 người chúng ta cũng đủ để nội đấu. Người này lại nhìn về phía hồng hổ nói, hồng hổ, người có thể giữ lại kết kim đan, nhưng những bảo vật khác người nhất định phải giao ra, người đã đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ, cách cảnh giới linh đan tiến ra chỉ có một bước ngắn, chúng ta cũng không muốn đắc tội ngươi, càng không muốn trở mặt với ngươi. Bọn ta chỉ muốn lấy lại bảo vật mà bọn ta vất vả thu thập được trong nhiều năm qua đối với ngươi mà nói, ngươi có hỏa long thú hộ thân, lại có kết kim đan, lần này đã kiếm lời lớn rồi. Hồng hổ hồ hai mắt híp lại, người này nói đích xác có đạo lý, nhưng nhiều bảo vật như vậy, hắn làm sao nhẫn tâm bỏ qua. Hơn nữa, hồng hồ cũng rất rõ ràng, những bảo vật này tuyệt đối không thể giao ra, thậm chí hắn còn phải siêu tầm bảo vật khắp nơi, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được nỗi khổ tâm của đỉnh nguyệt lão nhân, hắn cũng là bất đắc dĩ mà làm. Nhưng hồng hồ cũng hiểu rõ, nếu không lấy ra một ít bảo vật, người người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông thăm mình. Chư vị, các ngươi không nên đem bảo vật của đỉnh Nguyệt Lão Nhân nghĩ quá phong phú, như vậy đi, ta cho mỗi người các ngươi một vạn khối linh thạch, cộng thêm 500 gốc linh thảo hỏa thuộc tính, như thế nào? Hồng hồ còn chưa nói hết lời, đã lập tức bị cắt ngang, hồng hồ, người coi chúng ta là kẻ xin cơm sao? Chỉ riêng cung phụng hàng năm của chúng ta, cũng không chỉ có ngần ấy. Sư tôn những năm gần đây, luyện đan rất nhiều, luyện khí cũng không ít, ở trên đấu giá hội cạnh tranh bảo vật cũng không nhiều không đếm xuể, chỉ là những bảo vật này liền muốn đuổi chúng ta. chương 206, Lưỡng Bại Câu Thương, không Hổ ra giá quá thấp, các tu sĩ áo vàng không ai có thể tiếp nhận. Trước đó dưới sự khống chế của đỉnh Nguyệt Lão Nhân, bọn họ hàng năm đều phải nộp lên mấy vạn khối linh thạch, cùng với hơn một ngàn gốc linh thảo. Bây giờ không dùng được nửa năm thu nhập của bọn họ để đuổi bọn họ đi, ai cũng không thể tiếp nhận hồng hồ cười khổ lắc đầu nói chư vị đạo hiếu các ngươi cho rằng đỉnh nguyệt lão nhân sau khi đạt được linh thạch cùng linh thảo của các ngươi tất cả đều cất giữ sao những linh thảo này hắn khẳng định có công dụng khác dù sao trong túi chữ vật của ta cũng không có nhiều linh thạch và linh thảo như vậy chuyện cho tới bây giờ ta cũng không kiêng rè lúc trước ta thiết kế giết chết đỉnh nguyệt lão nhân sau đó lấy túi chữ vật cùng túi linh thú rời khỏi không dừng lại một lát các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy thân thể đỉnh nguyệt lão nhân Nói không chừng hắn còn có rất nhiều bảo vật giấu ở địa phương của hắn, dù sao động phủ của hắn không chỉ có một chỗ là Hỏa Mạch Sơn. Tuy nói như vậy, nhưng các tu sĩ áo vàng căn bản không thể tiếp nhận. Một tu sĩ áo vàng cầm đầu nói, "Hồng Hồ đạo hữu, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng ngươi xuất ra những linh thạch cùng linh thảo này, căn bản không có nửa điểm thành ý, chúng ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng." Cái khác không nói, chỉ riêng kết kim đan cùng Hỏa Long thú đều là bảo vật giá trị liên thành, dùng bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được. Những trí bảo này chúng ta đều không tranh với ngươi, chỉ là một chút bảo vật, chẳng lẽ ngươi còn không nỡ sao? Nếu như ngươi thật sự ngu xuẩn mất khôn như thế, vậy chúng ta liền không khách khí. Con mắt hồng hổ hồ đảo quanh, 10 người, trọn vẹn 10 vạn khối linh thạch, 5 ngàn gốc linh thảo, đây tuyệt đối là một khoản tài phú xa xỉ, tương đương với hơn phân nửa tài sản của hắn, những người này lại vẫn chưa thỏa mãn, điều này làm cho hắn cũng có chút không thể làm gì. Sư huynh, nói chuyện với hắn làm gì, hắn căn bản cũng không muốn lấy bảo vật ra, động thủ. Một tu sĩ trẻ tuổi trong mắt hàn mang chợt lóe, phi kiếm trong tay bay lên trời, hóa thành một đạo kim quang cực quang, hướng hồng hổ bay đi. Các ngươi thật muốn động thủ với ta, trong mắt hồng hổ lóe lên vẻ giận dữ, hỏa long thú phát ra một tiếng rít gào, ánh lửa trên sừng lưu chuyển, trong khoảnh khắc, hình thành một màn lớn màu đỏ, bao phủ đám người hồng hổ lại. Cùng lúc đó, hỏa long thú từng chút một biến mất dưới nền đất, hỏa linh lực xung quanh đột nhiên sôi trào. Không thể để cho hỏa long thú đánh lén, trước tiên giết mấy tên tạp chủng kia, chỉ còn lại một mình hồng hổ, hắn không thể lấy một địch người. Không biết ai hô to một tiếng, 10 tên tu sĩ si áo vàng lập tức ngửa kiếm mà lên, trong tay bọn họ đều nhiều hơn một thanh trận kỳ. Sau khi vũ động một lát, từng đạo hoàng mang kích động ra, trên mặt đất, phát họa ra đồ án trận pháp thập phần quỷ dị. Hồng hổ Hồ vừa lui về phía sau, vừa ngự ra một viên cầu màu đỏ thắm. Bạo, một tiếng gầm vang lên, viên cầu màu đỏ thắm bay ra, ầm ầm bạo liệt trong trận pháp, hỏa linh lực kích động, trùng kích vào trận pháp vừa mới hình thành. Nhưng trận pháp này hiển nhiên cực kỳ vững chắc, không nhúc nhích tí nào. Dù sao đây cũng là trận pháp do 10 tu sĩ cùng nhau xây dựng, hao hết linh lực của 10 người, cho dù thực lực của hồng hổ Hồ có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào chính diện chống lại 10 người lay động ngự một nam tử áo vàng khẽ quát một tiếng Trong trận pháp hiện ra từng đạo kim mang Cuối cùng hình thành vô số lưỡi dao sắc bén màu vàng Phốc phốc phốc, vô số kim mang bay vụt qua Toàn bộ nện lên trên màn đỏ Phát ra tiếng kim loại giòn vang Màu sắc của tấm màn đỏ trong nháy mắt ảm đạm đi không ít Không hổ hồ liên tục lui về phía sau Hắn nhìn mấy tên tu sĩ bên cạnh Những người này đi theo hắn vào sinh ra tử trung thành và tận tâm, nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua ba người này. Hơn nữa một khi những người khác đều chết, hắn càng không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ cần đứng vững trước trận pháp hợp kích này, đợi đến khi Hỏa Long thú tích xúc đầy đủ hỏa linh, liền có thể nhất cử đánh chết những người này. Không tốt, Hỏa Long thú đến rồi, thu trận." Nam tử áo vàng lớn tiếng nói, trận kỳ những người còn lại lay động, lập tức ngự kiếm phi độn ra bốn phía. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên, trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, Hỏa Long thú đột nhiên xông ra, liệt diễm trên sừng mãnh liệt thiêu đốt, phát ra quang hoa nóng bỏng. Nếu như chậm một nhịp thở, chỉ sợ cũng có hai người chết dưới Hỏa Long thú này. Bất quá những tu sĩ áo vàng kia hiển nhiên không có lo lắng gì, sau khi bọn họ phân tán, lại lập tức tụ tập lại, cũng vung cờ trận, lần nữa ngưng tụ trận pháp, động tác thập phần thành thạo, căn bản không bị Hỏa Long thú quấy nhiễu. Sắc mặt Hồng Hổ trở nên rất khó coi. Mười người này cư nhiên đối với Hỏa Long thú quen thuộc như thế, cũng khó trách, bọn họ đều là đệ tử của Đỉnh Nguyệt lão nhân, đại bộ phận ở dưới tay Đỉnh Nguyệt lão nhân hơn 10 năm, đối với linh thú của hắn không có khả năng không quen thuộc. Như thế, Hỏa Long thú của Hồng Hổ liền mất đi uy hiếp lớn nhất. Chư vị sư huynh đệ, Hồng Hổ này cũng không hoàn toàn khống chế Hỏa Long thú, hơn nữa linh lực của hắn không đủ để liên tục sử dụng Hỏa Long thú chúng ta chỉ cần cùng hắn dây dưa, giết chết hắn là chuyện sớm hay muộn. Một gã tu sĩ si áo vàng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Những người còn lại cũng đều âm thầm gật đầu, vốn dĩ trong lòng bọn họ còn có mấy phần e ngại, hiện tại ngược lại rất nhẹ nhàng. Trong đó còn có một người, thuận tay nhặt túi chữ vật của nam tử mặc áo vải thô kia, nhưng hắn cũng không chú ý tới cổ vân cách đó không xa. Hai phe tranh đấu càng thêm kịch liệt, tu sĩ si áo vàng có ba người bị thương nặng, mà bên hồng hổ, thì có hai tu sĩ mất mạng, một người còn lại thương thế rất nặng, hầu như không thể ra tay. Hồng Hổ Hồ mặc dù không có chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng hắn lại bó tay bó chân, căn bản không dám tùy tiện ra tay. Hình như Hồng Hổ Hồ có chút vấn đề, đều nghe đồn hắn bị sư tôn đánh gục, hiện tại xem ra, hắn hẳn là bị trọng thương mới đúng, chưa khỏi hẳn, đối phó liền càng thêm dễ dàng. Chư vị sư huynh đệ, thêm chút sức, chỉ cần giết chết hắn, tất cả bảo vật đều thuộc về chúng ta phẩy 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 phẩy, trong mắt hồng hổ tràn đầy hàn quang, các ngươi thật sự muốn ép ta xuất thủ sao? Ta không muốn liều mạng ngươi chết ta sống với các ngươi, bảo vật vừa rồi, ta tăng thêm gấp đôi, chúng ta cứ như vậy bỏ qua, nếu không cho dù ta chết, cũng phải giết chết toàn bộ các ngươi. Câu nói này, trước khi bắt đầu đấu pháp, có lẽ có vài phần tác dụng, nhưng hiện tại, các tu sĩ áo vàng chiếm thượng phong, hiển nhiên căn bản khinh thường không thèm ngó tới, nếu hồng hồ thật sự có vài phần bản lĩnh, cũng không đến mức bị động như thế. Hơn nữa, cho dù có thêm bảo vật gấp đôi, cũng không cách nào thỏa mãn khát vọng của bọn họ đối với túi chữ vật của đỉnh Nguyệt Lão Nhân. Bọn họ tin chắc, trong túi chữ vật kia, tuyệt đối có vô số chân bảo giá trị liên thành. Từng đạo hoàng mang vung tới, màn đỏ cuối cùng chia năm xẻ bảy Hỏa long thú tuy thực lực rất mạnh nhưng mỗi lần công kích đều phải tiếp tục hỏa linh lực. Hoàng y tu sĩ quá quen thuộc với nó, mỗi động tác của nó đều biết sau đó nó định làm gì. Cho dù hỏa long thú xâm nhập dưới đất, bọn họ vẫn có thể phán đoán ra phương vị của hỏa long thú. Hơn nữa, bọn họ đồng thời không ngừng tiến công hồng hổ, để cho hắn căn bản không có nhiều tinh lực đi thi triển pháp quyết, hoặc là điều khiển hỏa long thú. Đại chiến đến mức này, cổ vân cũng không khỏi có vài phần thán phục đối với hồng hổ. Người này lấy một địch người, có thể một canh giờ không rơi xuống hạ phong, đã là vô cùng khó có được. Phải biết rằng, 10 tên tu sĩ si áo vàng này phối hợp gần như có thể nói là thiên y vô phùng, cho dù là đổi qua cổ vân, cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn hồng hồ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hồng hồ đã vô cùng cố hết sức, người cuối cùng bên cạnh hắn cũng bị đánh chết. Trong mắt hồng hồ đã mất đi ánh sáng, toàn bộ bị đỏ đậm thay thế, cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Ta vốn định cho các ngươi một con đường sống, đáng tiếc các ngươi nhất định phải ép ta ra tay. Hồng hồ hét lớn một tiếng, bùn đất màu đỏ trên mặt đất sôi trào lên, giống như nước sôi trào, từng viên nổi lên. Cùng lúc đó, trên mặt đất hiện ra một vòng xoáy màu đỏ to lớn. Hỏa linh lực dày nặng, từng đợt từng đợt từ lòng đất tuôn ra, hướng bốn phía lan tràn. Tinh quang trong mắt cổ vân lóe lên, thân là thuần hỏa linh thể, cổ vân rất mẫn cảm với hỏa linh, khí tức địa hỏa giữ dằn nồng đậm này tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ hồng hổ muốn liều mạng một lần sao? Những tu sĩ si áo vàng kia tuy cũng phát giác được một tia không ổn, nhưng cũng không có quá mức để ý. Hỏa long thú lại sắp xuất hiện, tránh nó đi, hồng hổ đã kiên trì không được bao lâu, chư vị thêm chút sức, lấy tính mạng hắn, bảo vật đều thuộc về chúng ta. Tu si áo vàng cầm đầu la lớn, khóe miệng hồng hổ lộ ra một tia cười lạnh, đi chết đi. Ngay trong nháy mắt này, hỏa linh nồng đậm đột nhiên từ lòng đất bạo liệt ra. Hỏa long thú chui ra đất sét, vậy mà đạt tới kích thước 4 năm lần lúc trước hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Các ngươi đều đi chết đi, hồng hổ hồ vẻ mặt thống khổ, khóe miệng lại là ý cười lạnh lùng. Không tốt, hắn muốn hỏa long thú tự bảo, một tu sĩ áo vàng sắc mặt hoảng sợ, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới, hồng hổ hồ lại có thể làm quả quyết như thế, linh thú này khiến tu sĩ linh đan đều đổ xô tới, hồng hổ hồ vậy mà thực sự cam lòng làm như vậy. Hỏa linh trong cơ thể hỏa long thú kinh người, một khi tự bảo, sinh ra bạo liệt hỏa linh thập phần sợ hãi, trong vòng mấy chục trượt, sợ rằng không ai có thể may mắn thoát khỏi. Sắc mặt đám tu sĩ si áo vàng trắng bệch, không lo được gì, xoay người ngửa kiếm chạy vội. Âm, um, hỏa long thú tại thời khắc sống còn phun ra một ngụm hồng mạc bao vây hồng hổ lại, trong nháy mắt bạo liệt ra. Hỏa linh lực tinh thuần và bùn đất màu đỏ đan vào nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt, giống như đất đá màu đỏ máu, nhanh chóng cắn nuốt mấy tên nam tử áo vàng bị thương thế khá nặng gần như trong nháy mắt, những người này liền hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, cổ vân nhíu mày, không chút do dự thi triển thuấn di độn pháp, trước khi hỏa linh đến đã bay ra xa mấy chục trường. Cổ vân có thể rõ ràng nhìn thấy, những tu sĩ kia căn bản không thể chạy thoát khỏi hỏa linh, từng người bị hỏa linh cắn nuốt, ở trong ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, hóa thành cho tàn. Từng đợt hỏa linh phun trào, như sóng lớn quét sạch bốn phía, thậm chí lan tràn ra ngoài trăm trường. Chọn vẹn thời gian một nén nhang, hỏa linh nồng đậm chậm rãi lắng lại. Ở chính giữa hố, một cái hố sâu mấy trường hiện ra từng điểm ánh sáng đỏ, mấy khối đá vụn bị thiêu đốt đỏ thấm. Tất cả tu sĩ si áo vàng đều không có chạy thoát, bị đốt thành cho bụi, chỉ còn lại có hài cốt không thấy rõ bộ dáng, còn có một cái túi chữ vật. Cách đó không xa, hồng hổ khí tức yếu ớt nằm trên mặt đất. chương 207, kết kim đan, tất cả đều yên tĩnh. Trên vùng đất khô cằn màu đỏ thấm có chéo sừng của hỏa long thú, bên trên cũng không phải hiện lên rất nhiều tia lửa. Cổ vân đợi thêm một lát rồi mới từ từ tới gần. Túi chữ vật của những người này, cổ vân tự nhiên sẽ không bỏ qua, mặt khác, hỏa long thú sừng, cũng là tài liệu khó tìm. Rất nhanh, cổ vân đi tới bên cạnh hồng hổ, hắn cũng không có chết hết, hỏa long thú tự bạo bố trí tấm màn đỏ kia, cho hắn chống đỡ không ít thương tổn, nhưng vẫn khiến bản thân hắn bị trọng thương. Đạo hiếu, đạo hiếu, ta hẳn là đã sớm nghĩ đến điểm này hồng hồ nhìn cổ vân vẻ mặt cười khổ cổ vân không nói một lời thuận tay thu cái sừng kia lại kỳ thực dù đạo hiếu không xuất hiện mỗ cũng chết chắc chấn động như thế chắc chắn sẽ khiến tu sĩ khác đến lão phu đã sớm truyền khắp tiếng xấu tại hỏa mạch sơn đắc tội vô số người họ tuyệt đối không tha cho mỗ hồng hồ lắc đầu nói đối với đạo hiếu ta thập phần bội phục người có thể nhẫn nại lâu như vậy ẩn nấp lâu như vậy vừa rồi ngươi hẳn là lại thi triển thuấn di chi pháp đi nếu không căn bản không cách nào chạy thoát hỏa long thú tự bảo cổ vân vẫn không nói không hồ tiếp tục nói đạo hữu khẳng định vô cùng căm hận ta trên thực tế ở trong hỏa mạch sơn mạnh được yếu thua phàm là có thể sống sót ai dám nói trên tay mình sạch sẽ đình nguyệt lão nhân là như thế ta là như thế tất cả mọi người đều như thế chỉ dựa vào việc thu thập vài cây linh thảo như vậy thì làm sao có khả năng sống sót ở đây ở trong dãy núi đơn giản không có tông môn không có gia tộc chỉ có một người sống tiêu dao tự tại nhìn cổ vân từng bước một đi tới vẻ sợ hãi trong mắt hồng hồ tăng lên từng chút một đạo hiếu ta nguyện ý dùng hai kiện bảo vật đổi lấy cái mạng này của ta hai món bảo vật này là bảo vật quý giá trên người ta đối với người ý nghĩa phi phàm cổ vân khẽ nhướng mày trầm giọng nói cho dù ngươi không có ý định cho ta hai món bảo vật này cũng hoàn toàn thuộc về ta đạo hiếu hai món bảo vật này vô cùng quý giá đều không ở trên người ta bị ta giấu ở một chỗ đặc thù, chỉ cần ngươi nguyện ý tha cho ta một mạng, ta sẽ dẫn ngươi đi lấy hai món bảo vật kia. Trên thực tế, cổ vân cũng không có quá nhiều ác cảm đối với người này. Chính mình cùng hắn cũng không có bất kỳ thù hận gì, nếu như bảo vật theo như lời hồng hổ có thể làm cho cổ vân hài lòng, ngược lại cũng không phải là không thể đáp ứng hắn. Kết kim đan, một viên kim đan, còn có một trí bảo trên người đỉnh nguyệt lão nhân, độc trùng hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, ta toàn bộ giao cho đạo hiếu, chỉ cầu đạo hữu cho ta một con đường sống. Hồng hồ cắn răng nói, kết kim đan, cổ vân sững sờ, hắn không ngờ sẽ có loại bảo vật kết kim đan này. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân vội vã, cổ vân cũng không kịp nghĩ nhiều, mang theo hồng hồ, gấp rút chạy đi. Phẩy 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 phẩy, ước chừng một canh giờ sau, cổ vân xuất hiện ở dưới một ngọn núi thấp, hắn đã đạt thành hiệp nghị với hồng hồ. Sau khi mở ra một trận pháp, một động phủ xuất hiện trước mặt cổ vân để cho ổn thỏa cổ vân cũng không lập tức tiến vào trong đó mà để cho một con rối tiến hành dò xét đạo hữu yên tâm động phủ này chính là chỗ ẩn thân của ta không có bất kỳ trận pháp cấm chế nào mấy tháng trước ta thiết kế giết chết một tu sĩ cảnh giới linh đan bản thân cũng bị trọng thương chính là ẩn nấp tu luyện ở đây không hồ nói ở phía tây có một huyễn trận bảo vật mà ta nói là giấu ở trong đó huyễn trận này cũng không phức tạp chỉ cần biết vị trí cụ thể của nó thì rất dễ dàng phá giải. Sau khi trận pháp được bài trừ, hiện ra hai cái hộp nhỏ. Một cái trong đó là hộp gỗ, phía trên che kín các loại trận pháp hoa văn phong cách cổ xưa, không nói đến bảo vật trong đó, chỉ riêng hộp linh mộc này, chính là một kiện bảo vật tụ linh cực kỳ hiếm có. Sau khi mở hộp ra, trong đó là một viên đan dược màu vàng nhạt, lớn chừng quả trứng bồ câu, trong đó hiện đầy vết dạn tinh tế, một mùi hương tối khó tả, trong nháy mắt sông vào mũi. Đây là kết kim đan, trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia sáng, là một luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, Cổ Vân đương nhiên biết rõ viên đan dược này cực kỳ đặc biệt, sử dụng rất nhiều linh thảo, hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo, là một trong những loại đan dược cực hạn mà Cổ Vân từng thấy. Đương nhiên, Cổ Vân cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, viên đan dược này cũng không phải là một viên đan dược đã trưởng thành. Ở trong giới luyện đan, lưu truyền một loại phương pháp luyện đan tương đối đặc thù, Đối với một ít đan dược thập phần khó có thể luyện chế, luyện đan sư sẽ phân mấy lần tiến hành luyện chế. Ví dụ như lần đầu tiên luyện chế thành bán thành phẩm, sau đó lại thử thêm vào đan dược khác thúc dục luyện chế thành công cuối cùng, có chút đan dược có thể phải luyện chế một hai lần, mà đối với một ít đan dược chân quý, phải luyện chế nhiều lần hơn 10 lần, đem tạp chất trong đó chiết xuất sạch sẽ, tiếp tục gia nhập càng nhiều linh vật, để cho linh lực tương dung. Viên đan dược này, hiển nhiên chính là một viên đan dược bán thành phẩm nhưng khoảng cách đến thành phẩm đan dược hẳn là không sai biệt nhiều. Cũng có thể nói, viên đan dược này hẳn là thuộc về tiền thân của kết kim đan. Tuy đan dược bán thành phẩm này không thể dùng, nhưng cũng không phải bảo vật bình thường, nếu có thể luyện chế thích hợp, tất nhiên có thể có được một viên kết kim đan, cho nên vật này cũng cực kỳ quý giá. Cổ Vân gật gật đầu, thu vật này vào, hộp ngọc thứ hai có chút quỷ dị, chất liệu của nó cũng không quá đặc thù, là có một loại ngọc thạch chế tạo thành nhưng hộp ngọc này lại có hình vuông cao, khác một trời một vực với hộp ngọc mà cổ vân đã sử dụng trước đó. Đạo hữu vật này chính là trí bảo của đỉnh Nguyệt Lão Nhân, hắn dùng hết sức cả đời để bồi dưỡng bảo vật này. Đây cũng chính là nguyên nhân ta tuy rằng đạt được túi chữ vật của đỉnh Nguyệt Lão Nhân, nhưng không có quá nhiều bảo vật. Hồng hồ có chút bất đắc dĩ nói. Bên trong hộp ngọc là một hạt trâu màu đỏ to bằng ngón tay cái, trong suốt sáng long lanh, tương tự như hỏa linh thạch, nhưng linh lực trong đó lại cực kỳ dồi dào. Bên trong hạt châu màu đỏ này, có một sợi dây cực kỳ nhỏ đang chậm rãi du động, giống như vật sống. Đây là linh thể, hay là thần niệm, hay là một loại linh trùng. Trong lúc nhất thời, cổ vân không thể phân biệt rõ ra. Nhưng không hề nghi ngờ, vật này cực kỳ đặc thù, tuyệt không phải phàm phẩm. đỉnh Nguyệt Lão Nhân Sương hô bảo vật này là hỏa tinh, hơn nữa chuyên môn viết một quyển điển tịch, ghi chép bồi dưỡng hỏa tinh này như thế nào. Nhiều năm qua, tất cả bảo vật hắn thu thập, cơ hồ đều hao hết ở đây. Sau khi ta đạt được bảo vật này, cũng như nhặt được trí bảo, nhưng sau đó phát hiện, dựa vào năng lực của ta, chỉ sợ không thể cung cấp nuôi dưỡng hỏa tinh này. Hồng hồ khẽ thở dài một hơi nói, hai kiện bảo vật này, tuyệt đối là bảo vật cực kỳ chân quý, bất quá kết kim đan chưa thành đan, hỏa tinh này lại rất khó bồi dưỡng. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có lẽ là gân gà. Nhưng ta thấy đạo hữu không phải phàm nhân, chắc chắn sẽ có diệu dụng đã nói đến nước này, chỉ hy vọng đạo hữu có thể tuân theo ước định, tha cho ta một mạng. Hai món bảo vật này muốn, nếu ta đã đáp ứng ngươi, sẽ không lật lọc. Cáo từ, cổ vân thu hồi hai cái hộp, phòng ấn động phủ này lại, xoay người rời đi. Tuy trên người hồng hổ còn không ít linh thạch và linh thảo, nhưng đối với cổ vân mà nói, cũng không có sức hấp dẫn gì. Lần này có thể có được kết kim đan, tuy rằng cũng không phải là một viên đan dược thành thục, nhưng cũng đã làm cho cổ vân vui sướng rồi. Cổ vân đã tu luyện tới linh sư trung kỳ, khoảng cách tiến dài cảnh giới linh đan còn rất dài phải đi. Trong khoảng thời gian này, cổ vân hoàn toàn có thời gian đi tìm linh thảo còn thừa, đào tạo thành thục viên kết kim đan này. Về phần hỏa tinh này, cổ vân ngược lại có chút hứng thú, bảo vật có thể làm cho một tu sĩ linh đan si mê, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Sau khi rời khỏi động phủ, cổ vân căn cứ địa đồ chỉ thị, một đường đi nhanh, tuy rằng một thân một mình tiến lên hỏa mạch sơn có chút nguy hiểm, nhưng hiện tại cổ vân cũng không có khả năng trở về vòng ngoài hỏa mạch sơn. Mau chóng chạy tới nơi tụ tập của tu sĩ ở trung tâm hỏa mạch sơn, có lẽ ở đó, cổ vân có thể kết bạn với một vài tu sĩ đồng hành. Phẩy phẩy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên đường đi cổ vân cũng gặp phải một ít tu sĩ, nhưng phần lớn mọi người đều có sắc mặt vội vàng, đương nhiên cũng có mấy người không có ý tốt với cổ vân, nhưng sau khi bọn họ theo đuôi cổ vân một thời gian ngắn, phát hiện độn tốc của mình căn bản không thể so sánh với cổ vân, liền từ bỏ. Dọc theo con đường này, cổ vân còn ngẫu nhiên phát hiện vài cọng linh thảo hỏa thuộc tính, thu vào trong túi chữ vật. Lúc rảnh rỗi, cổ vân lấy ra tâm đắc tu luyện của đỉnh nguyệt lão nhân, thoáng xem xét. Tâm đắc này, cơ hồ toàn bộ đều là ghi chép về hỏa tinh, từ khi đỉnh nguyệt lão nhân tiến giai cảnh giới linh đan, ở trong hỏa mạch sơn ngẫu nhiên đạt được viên hỏa tinh này, cũng tận hết sức lực tiến hành bồi dưỡng, trọn vẹn hơn trăm năm thời gian, cơ hồ hoàn toàn vì bồi dưỡng hỏa tinh mà tồn tại bên ngoài hỏa tinh lại là một viên linh thạch thượng phẩm đây chính là bảo vật so với linh lực bình thường càng thêm khó có được càng thêm chân quý nhưng có lẽ trải qua nhiều năm bồi dưỡng linh thạch thượng phẩm này đã đi theo con đường đại hành như trước về phần phương pháp đào tạo đỉnh nguyệt lão nhân cũng thử nhiều loại trong đó thường thấy nhất chính là linh thảo hỏa thuộc tính và linh thạch hỏa thuộc tính cơ hồ cách mỗi mấy ngày sẽ cung cấp cho hỏa tinh số lượng lớn nếu kéo dài thời gian quá dài hỏa tinh sẽ không ngừng thu nhỏ lại Giống như sợi dây nhỏ mà cổ vân nhìn thấy bây giờ, cũng là bởi vì cung ứng linh vật thuộc tính hỏa quá ít, mà dẫn đến hỏa tinh thu nhỏ lại. Phải biết rằng, đình nguyệt lão nhân có khoảng chừng mười mấy đệ tử môn nhân, bọn họ hàng năm đều cung phụng đại lượng bảo vật. Mà hồng hổ Hồ chỉ là một gã linh sư tu sĩ mà thôi, bảo vật hỏa thuộc tính trong tay hắn, căn bản không cách nào đánh đồng cùng đỉnh nguyệt lão nhân, có thể duy trì hỏa tinh không chết đã mười phần khó được. Cổ vân cũng thử lấy ra mấy viên linh thạch thuộc tính hỏa, linh lực trên viên linh thạch thuộc tính hỏa vừa mới tới gần hỏa tinh liền tiêu tán trong nháy mắt rất nhanh chúng đã bị thu nạp sạch sẽ tốc độ của nó cực nhanh khiến cho cổ vân có vài phần kinh ngạc tiếp theo cổ vân lại lấy ra một ít linh thảo thuộc tính hỏa linh thảo thuộc tính hỏa giống như linh thạch trong nháy mắt linh thảo thuộc tính hỏa khô héo hỏa linh lực bị cắn nuốt không còn hỏa tinh bắt đầu sinh động bơi nhanh trong thượng phẩm linh thạch tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn nhưng kích thước cũng không tăng trưởng quá nhiều Cổ Vân liên tiếp lấy ra hơn vạn khối linh thạch hỏa thuộc tính, cùng với mấy trăm gốc linh thảo hỏa thuộc tính trăm năm trở lên, toàn bộ bị hỏa tinh thôn phệ sạch sẽ. Nhưng kết quả lại khiến Cổ Vân lắc đầu cười khổ, hỏa tinh chỉ tăng trưởng một chút mà thôi, thậm chí nhìn không ra biến hóa quá lớn. Cái giá bồi dưỡng cao như thế, đừng nói là một tu sĩ cảnh giới linh đan, chỉ sợ là đại tông môn như Minh Nguyệt tông cũng chưa chắc bồi dưỡng được. Chương 208, Hỏa tinh. Cổ Vân lại lấy ra một khối san hô thuộc tính hỏa đây chính là bảo vật cực kỳ trân quý hiếm thấy, cho dù là tinh la hải cũng không thấy nhiều. San hô sở dĩ trân quý chính là bởi vì nó ẩn chứa linh lực cực kỳ dồi dào, hơn nữa vô cùng đặc thù, hoàn toàn khác biệt với linh thạch. bất luận là luyện đan hay là dùng để tu luyện đều có diệu dụng đặc thù của nó. bản thân san hô sinh trưởng ở trong biển sâu, hấp thu linh lực dưới đáy biển mà thành, chỉ có ở gần địa hỏa mới có thể sinh sôi ra san hô thuộc tính hỏa, bởi vậy càng thêm hiếm thấy. Cho nên ở trong nội tông Minh Nguyệt Tông, bồi dưỡng san hô thuộc tính hỏa cũng không nhiều. Bởi vậy số lượng trong tay Cổ Vân cũng rất ít, Cổ Vân ngược lại muốn nhìn xem, ở thời điểm gặp được san hô thuộc tính hỏa, hỏa tinh này sẽ phát sinh biến hóa gì. Vừa lấy ra san hô, Cổ Vân phát hiện hỏa tinh du động thập phần kịch liệt, tựa hồ nôn nóng bất an, thậm chí liên tục bơi tới rìa thượng phẩm linh thạch. Khi hỏa thuộc tính san hô tới gần thượng phẩm linh thạch, một màn kinh người xuất hiện hỏa tinh đột nhiên từ thượng phẩm linh thạch bơi ra chui vào san hô sau khi tiến vào san hô thuộc tính hỏa hình thể hỏa tinh trong nháy mắt bành trướng lớn chừng gấp đôi lúc trước thoáng sau màu sắc san hô trở nên ảm đạm đồng thời xuất hiện ám văn tinh tế nhưng hỏa tinh không định trở lại thượng phẩm linh thạch cổ vân lại lấy ra một viên san hô thuộc tính hỏa sau khi hỏa tinh cắn nuốt xong một ngụm linh lực cuối cùng mới nhanh chóng tiến vào trong viên san hô thứ hai tiếp theo viên thứ hai viên thứ ba. Sau khi đạt tới viên san hô hỏa thuộc tính thứ 10, hỏa tinh lớn gấp 3 lần ban đầu, nhưng lúc này cũng chỉ to bằng chiếc đũa mà thôi, thân hình thon dài ban đầu bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, trở nên có chút thô ngắn. Ngoài ra bên ngoài thân xuất hiện một ít lân phiến tinh tế, lóng lánh điểm điểm tinh quang. Cổ vân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có chút thay đổi, nếu thật sự tiêu hao như vừa rồi, có điều san hô thuộc tính hỏa trên người cổ vân không thể chịu nổi tiêu hao như thế xem ra hỏa tinh tựa hồ càng thích linh lực trong san hô hơn, linh lực trong linh thạch và linh thảo đối với nó có lẽ chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hỏa tinh này là đến từ bảo vật trong biển? Nơi đây cách tinh la hải cực kỳ xa xôi, đỉnh nguyệt lão nhân này là từ đâu lấy được? Cổ vân nhanh chóng lật xem tâm đắc tu luyện của đỉnh nguyệt lão nhân, rốt cục ở trong một phần ghi chép của 10 năm trước, phát hiện một chút manh mối. Hôm nay thua một đệ tử mới, mang đến rất nhiều linh thảo hỏa thuộc tính chưa từng thấy, sau khi hỏa tinh thôn phệ linh lực trở nên cực kỳ dư giả bên ngoài thân xuất hiện hỏa lân tâm huyết nhiều năm qua cuối cùng cũng có thu hoạch nếu hỏa tinh có thể phát sinh một lần lột xác sẽ mang đến huyền diệu cỡ nào hỏa lân ghi lại hình như là hình dạng hiện tại cổ vân tiếp tục nhìn xuống phía dưới trong ghi chép hỏa tinh cũng không có phát sinh lột xác mà là ở sau một đoạn thời gian hỏa lân thối lui một lần nữa quy về bình thường đỉnh nguyệt lão nhân đối với điều này trăm mối vẫn không có cách giải trong 10 năm sau đó, đỉnh nguyệt lão nhân dốc hết sức bồi dưỡng hỏa tinh, bảo vật hỏa thuộc tính tiêu hao không thể đếm hết. Nhưng vẫn không thể tái hiện lại hỏa lân. Thẳng đến khi đỉnh nguyệt lão nhân trước khi chết, bắt đầu kế hoạch rời khỏi hỏa mạch sơn, đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật hỏa linh. Xem xong quyền tâm đắc này, trong lòng cổ vân cũng không khỏi cảm khái, đỉnh nguyệt lão nhân này kiên định như thế, cổ vân suy đoán, đỉnh nguyệt lão nhân nhất định là phát hiện chỗ kỳ lạ của hỏa tinh không muốn người khác biết, nếu không hắn cũng sẽ không hao phí nhiều tâm tư như vậy đi bồi dưỡng hỏa tinh, đương nhiên, điểm này, Đỉnh Nguyệt lão nhân cũng không có ghi chép lại. Hiện tại Cổ Vân xem ra, linh thạch và hỏa thuộc tính linh thảo mà Đỉnh Nguyệt lão nhân cung cấp, đối với hỏa tinh tác dụng vô cùng yếu ớt, căn bản không cách nào so sánh với san hô hỏa thuộc tính. Cũng khó trách nhiều năm qua hắn không cách nào để hỏa tinh có tiến triển. Nhưng san hô thuộc tính hỏa trên người Cổ Vân cũng không nhiều sợ rằng toàn bộ hao hết cũng không cách nào khiến cho hỏa tinh sinh ra một ít dị biến. Trong mấy ngày kế tiếp, cổ vân cơ hồ mỗi ngày đều tiêu hao một khối san hô hỏa thuộc tính, ngoài ra còn có rất nhiều linh thảo hỏa thuộc tính đến từ tinh La Hải. Hỏa tinh cũng không có tiếp tục tăng trưởng, nhưng hỏa lân trên người lại càng ngày càng rõ ràng, ánh sáng bóng cũng càng ngày càng nồng đậm, có thể nhìn ra được, hỏa tinh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngoài ra, cổ vân còn thử lợi dụng thiên linh chi hỏa trong cơ thể, cùng với Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa của linh cơ thứ hai để đồng hóa hỏa tinh, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hỏa tinh giống như đối với hai cái này không có bất kỳ hứng thú, thậm chí còn có vài phần e ngại. Lại qua ước chừng 10 ngày, lần phiến hỏa tinh càng lúc càng lớn, nối thành một mảnh, hồng quang bên ngoài dần dần ngưng thành thực chất, hình thành một tấm màn mỏng, bao vây hỏa tinh lại, cuối cùng trong san hô thuộc tính hỏa, hỏa tinh hình thành một quả cầu nhỏ hình bầu dục màu đỏ. Lúc này Cổ vân lại sử dụng san hô thuộc tính hỏa đi khiêu khích nó, cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Thoạt nhìn, hỏa tinh này hẳn là tiến vào một quá trình lột xác, không biết về sau sẽ phát sinh loại biến hóa nào. Phẩy 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 phẩy, một tháng tiếp theo, cổ vân đã tiếp cận vị trí trung tâm của hỏa mạch sơn. Linh thảo hỏa thuộc tính nơi đây trở nên cực kỳ hiếm thấy, có thể nhìn ra được, thường xuyên có tu sĩ đi ngang qua. Hơn nữa tu sĩ cổ vân gặp phải cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ nhìn thấy cổ vân một thân một mình, mặc dù sẽ nhìn nhiều vài lần, nhưng dường như cũng không có tâm tư khác. Ba ngày sau, cổ vân rốt cuộc tới hỏa mạch sơn phường thị trong truyền thuyết. Nơi đây bị dãy núi vần quanh, ở giữa chúng xuống, lại có một đầm nước, bất quá trên đó bốc lên từng tia xương trắng, hiển nhiên là một chỗ địa hỏa tuyển nhãn. Toàn bộ phường thị ước chừng lớn mấy ngàn trượt, trên dãy núi bốn phía, tùy ý có thể thấy lít nha lít nhít động phủ, thoạt nhìn không ít tu sĩ định cư ở đây. Ở trong hoàn cảnh ác liệt như hỏa mạch sơn, sống một mình rất dễ dàng bị một ít tu sĩ đánh lén, mà tụ tập cùng một chỗ, loại nguy hiểm này liền giảm xuống rất nhiều. Nhưng tu sĩ có thể định cư ở đây hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Cổ Vân còn chú ý tới rất nhiều top 5 top 3 tu sĩ, chỉ có thể nghỉ ngơi ở nơi nào đó gần chỗ đá vụn dưới chân núi. Nói nơi này là phường thị, trên thực tế cũng là có vài phần vọng đàm, nơi này tu sĩ bán ra bảo vật cũng không nhiều, bất quá chỉ có mấy chục người mà thôi hoàn toàn khác biệt với phường thị cỡ lớn mà Cổ Vân đã gặp trước đó. Bảo vật bán ra, đại khái có thể chia làm hai bộ phận, một loại là bán bảo vật ngoại giới, một loại khác là bán linh thảo cùng linh vật đặc sản Hỏa Mạch Sơn. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, ngoại trừ vài cọng linh thảo chưa từng thấy qua ra, cũng không có bảo vật gì khiến hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vì nơi đây tụ tập tu sĩ phi thường ít, để cho kế hoạch tìm kiếm vài tên tu sĩ đồng hành của hắn cũng bỏ đi. Chẳng qua lộ trình hơn 20 ngày trước có chút bình tĩnh, cổ vân cho rằng chỉ cần có một quyển địa đồ giản lược, cổ vân sẽ tự động rời khỏi hỏa mạch sơn. Cổ vân còn chú ý tới, ngoại trừ tu sĩ bày quầy bán hàng ra, còn có không ít tu sĩ tụ tập ở dưới một chỗ loạn thạch, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mà nhìn ra được, giữa bọn họ có không ít giao lưu với nhau. Cổ vân chậm rãi đi tới, chợt nghe một gã đại hán nói, nghe nói hồng hổ không chết, người này lại giết đỉnh nguyệt lão nhân, còn lấy được hỏa long thú của hắn. Chật chật, đông đảo tu sĩ linh sư hỏa mạch sơn, người này làm cho người ta khó có thể tin nhất. Đạo hiếu, việc này là thật sao? Môn hạ đệ tử của đỉnh nguyệt lão nhân đông đảo, hơn nữa bản thân là tu sĩ cảnh giới linh đan, làm sao có thể bị hồng hổ giết chết? Không phải nói hồng hổ đã chết rồi sao? Làm sao lại hiện thân? Đại hán kia cười nói, việc này hoàn toàn chính xác, ta có một người bạn cố tận mắt nhìn thấy hồng hổ gọi ra hỏa long thú, hắn cũng là vận khí tốt, mới tránh thoát một kiếp này, bất quá sau lần này, hắn cũng bị dọa vỡ mật, tính rời hỏa mạch sơn một đoạn thời gian. Về phần đỉnh nguyệt lão nhân, các người còn không biết sao. Hắn căn bản không có lòng dạ nào tu luyện, khả năng bị hồng hổ đánh lén cũng rất lớn. Xem ra hồng hổ này cách cảnh giới linh đan tiến dài không xa, có hỏa long thú hộ thân, chỉ sợ không ai dám đắc tội hắn, coi như là tiền bối cảnh giới linh đan, cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi chứ. Có người tán thưởng, nói đến Hỏa Long thú, tại hạ ngược lại có một tin tức, nghe nói Hỏa Long thú lúc sinh sôi nảy nở, sẽ rời khỏi Hỏa Mạch Sơn, tiến vào một vài địa phương có hỏa linh lực tương đối không quá nồng đậm đẻ trứng, nếu như có thể lấy được một quả trứng Hỏa Long thú, chúng ta chẳng phải là cũng có linh sủng Hỏa Long thú rồi sao? Lại một người nói tiếp, việc này ta cũng có nghe qua, bất quá nơi Hỏa Long thú đẻ trứng, cũng không phải là nơi chúng ta có thể dễ dàng tiến vào coi như là tiền bối cảnh giới linh đan cũng chưa chắc dám đến gần. Loại chuyện này, tưởng tượng thì thôi đi. Phẩy 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 phẩy, không ngờ cái chết của hồng hổ lại lan truyền nhanh đến đây như vậy, xem ra dọc theo con đường này Cổ Vân đã đi không ít đường vòng. Thấy không có ai chú ý tới mình, Cổ Vân dứt khoát ngồi ở một bên, nghe những tu sĩ này nói chuyện. Những tu sĩ này, lẫn nhau cũng không phải đặc biệt quen thuộc, nội dung nói chuyện với nhau phần lớn là một ít tin đồn thú vị hoặc là nơi nào đó có tu sĩ giết người đoạt bảo, cũng không có chuyện gì trọng yếu. Thỉnh thoảng còn có tu sĩ khác gia nhập vào trong đám tu sĩ này, có vài người chào hỏi gia nhập nói chuyện phiếm, ngoài ra còn có một số người thì ngồi ở một bên giống như Cổ Vân, không nói một lời. Những người này cũng không khiến cho bất kỳ người nào bất mãn. Cổ Vân ngược lại nghi hoặc những người này đến tột cùng vì sao tụ tập ở chỗ này, chẳng lẽ chỉ là vì nói chuyện phiếm sao? Ước chừng nửa canh giờ sau, một nam tử mặc áo xanh chậm rãi đi tới, hắn nhìn quanh một vòng, nhíu mày, hôm nay người không nhiều lắm. Trần Sư Huynh, bái kiến Trần Sư Huynh, nam tử áo xanh này tựa hồ rất có danh vọng, rất nhiều tu sĩ thấy hắn đều chắp tay chào hỏi. Trần Sư Huynh, hôm nay có chuyện gì tốt sao? Vậy mà làm phiền người tự mình đến, một tu sĩ đứng lên, cung kính hỏi. Nam tử áo xanh trầm giọng nói, hôm nay là một công việc lớn, thù lao cực kỳ phong phú, chỉ xem các người có năng lực đi lấy hay không thôi người ủy thác công việc này là La Thiên Thành La Tiền Bối La Tiền Bối từ trước đến nay ra tay xa xỉ cũng tương đối bảo vệ tu sĩ linh sư chúng ta chỉ tiếc nhân số quá ít chỉ sợ không thể thỏa mãn nhu cầu của La Tiền Bối chuyện của La Tiền Bối Trần sư huynh lần này cần bao nhiêu người tính ta một người La Tiền Bối từ trước đến nay luôn hào phóng cơ hội bực này ta sao có thể bỏ lỡ Trần sư huynh chuyện tốt bực này chớ có quên ta. Trần Sư Huynh, chuyện gì, là tiền bối từ trước đến nay rất ít khi tuyên bố việc gì. Phẩy 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 phẩy, các tu sĩ một người so với một người càng kích động, còn có chút người đứng lên, xông tới. Tuy nam tử áo xanh vẫn nói nhân số không đủ, nhưng những người này vẫn tranh nhau chen lấn, sợ mình không được chọn. chương 209, La Thiên Thành, nam tử áo xanh vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn đại lượng tu sĩ xuống lại, rất nhanh liền đạt tới hơn 10 người. Trần sư huynh, lần này làm việc gì? Trần sư huynh, nhất định phải tính cả ta, lần trước chương tiền bối, ta đã bỏ lỡ. Phẩy 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 phẩy, bây giờ Cổ Vân mới hiểu được, nơi này không phải là nơi các tu sĩ ngồi nói chuyện phiếm, mà là nơi chờ đợi công việc. Trần sư huynh này hẳn là người chuyên môn liên hệ tu sĩ cảnh giới linh đan truyền tin, nếu như linh đan tiền bối có chuyện gì, sẽ báo cho hắn biết. Sau đó thông qua hắn đến chọn lựa một ít tu sĩ hoàn thành. Tu sĩ hoàn thành công việc đương nhiên sẽ nhận được phần thưởng của linh đan tiền bối. Cái này không khác gì đại bộ phận tông môn, nhưng ở nơi như Hỏa Mạch Sơn, tông môn gần như không tồn tại, những tu sĩ linh đan kia không thể nào tự mình làm mọi chuyện, cho nên đây cũng là một biện pháp không tồi. Cổ Vân đối với việc này cũng không có hứng thú quá lớn, vấn đề chủ yếu nhất của hắn bây giờ vẫn là sớm trở lại Nam Nhạc quốc. Trần sư huynh tựa hồ rất có kinh nghiệm. Khoát tay nói, mọi người không cần sốt ruột, lần này là tiền bối cần 50 người, thù lao vô cùng phong phú, nhưng mà chuyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên chư vị vẫn là nghe ta nói hết rồi quyết định đi. 50 người, trong đám người phát ra tiếng tán thưởng, là tiền bối lần này là đại thủ bút gì, lại cần nhiều người như vậy. Chẳng lẽ là tiền bối muốn bế quan tu luyện? Làm sao có thể, nếu bế quan tu luyện, là tiền bối hoàn toàn có thể đi ngoại giới? tội gì phải bế quan ở trong hỏa mạch sơn này. Phẩy 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 phẩy, được rồi, ta muốn tuyên bố việc làm. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, chư vị hẳn là đều nghe nói qua, chuyện hỏa long thú sắp sinh sôi nảy nở, là tiền bối lên kế hoạch đi ra ngoài hỏa mạch sơn, tới gần một chỗ sinh sôi hỏa long thú gần Nam Nhạc Quốc, bắt một con hỏa long thú ấu thú. Tu sĩ yêu cầu đi tới hiểu sơ về trận pháp chi đạo, đồng thời nghe theo là tiền bối an bài. Chuyến đi này cũng có tính nguy hiểm nhất định, cho nên chư vị phải cân nhắc kỹ rồi mới tham gia, nhất định không thể nửa đường chạy trốn, nếu không la tiền bối sẽ không dễ dàng tha thứ. Bắt hỏa long thú, trong đám người không khỏi phát ra một tiếng kinh thán. Đối với tu sĩ linh sư mà nói, hỏa long thú cực kỳ khủng bố, đặc biệt là hỏa long thú sinh sôi nảy nở, càng khủng bố hơn, coi như là 50 người cũng chưa chắc có thể ngăn cản được công kích của hỏa long thú. Bất quá là thiên thành tiền bối này đã có kế hoạch này, khẳng định đối với nơi sinh sôi nảy nở của hỏa long thú có hiểu biết. Không ít tu sĩ hứng thú giạt rào lập tức thư giãn xuống, việc này nguy hiểm quá lớn, rất nhiều người cũng không muốn bốc lên phong hiểm này. Nhưng tu sĩ vây quanh Trần Sư Huynh vẫn không ít, mắt cổ vân sáng ngời, nơi khiến hắn cảm thấy hứng thú không phải là hỏa long thú, mà là gần Nam Nhạc Quốc. Nếu có thể đi theo La Thiên Thành cùng với 50 tu sĩ linh sư, an toàn tự nhiên sẽ được bảo đảm, có thể trực tiếp đi tới biên giới Nam Nhạc Quốc. Bất kể có thể đạt được La Thiên Thành ban thưởng hay không, cổ vân đều có thể bình yên tiến vào bên trong Nam Nhạc Quốc. Chuyến đi này nếu như có thể thành công trợ giúp La Tiền Bối bắt được hỏa long thú, mỗi người thưởng một vạn khối linh thạch, nếu như bắt không được, cũng có ban thưởng năm ngàn khối linh thạch. Ngoài ra, La Tiền Bối còn có thể ban thưởng một ít đan dược, đạo hữu có hứng thú, nhất định đừng bỏ qua cơ hội lần này. Phần thưởng này, không thể nói là không phong phú, cho dù là lui một bước, một khi thất bại, cũng có 5.000 khối linh thạch, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, đã coi như là không tệ. Mặc dù ban thưởng đan dược không có nói rõ, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá kém. Trần Sư Huynh, tính ta một người, một gã đại hán dẫn đầu đứng dậy, còn có ta, phẩy 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 phẩy, tu sĩ báo danh không ít, rất nhanh, ở trong quyển sách nhỏ trên tay Trần Sư Huynh, liền ghi lại một hàng họ tên. Số lượng 50 người cũng không ít, khó trách vừa rồi Trần Sư Huynh oán trách hôm nay ít người. Cổ vân tự nhiên cũng ở trong số tu sĩ báo danh. Chư vị đạo hiếu, các người ở đây chờ một chút, không nên đi loạn, ta rất nhanh sẽ tụ tập 50 người, đến lúc đó, ta sẽ lập tức bẩm báo cho la tiền bối, trước đó cũng có thể rời khỏi, nhưng một khi la tiền bối tới đây, còn dám có dũng khí rời khỏi, đừng trách Trần Mỗ ta không nể tình. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ nơi này càng ngày càng nhiều, Trần Sư Huynh cũng bồn ba qua lại, Tuyên bố công việc này với những tu sĩ vừa tới đây. Ước chừng thời gian một buổi chiều, cuối cùng góp đủ 50 người. Ta vẫn là câu nói kia, nếu bây giờ có rời khỏi, ta sẽ không có bất kỳ trách cứ và trách tội gì." Đạo hữu tốt của chư vị suy nghĩ một chút, nhưng một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ không có đường quay về. Trần sư huynh lại dặn dò. "Trần sư huynh yên tâm, chúng ta đều không phải là người lật lọng." "Vậy là tốt rồi, đã như vậy, ta hiện tại liền đi bẩm báo cho La Tiền Bối." hắn nếu có thời gian, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Phẩy 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 phẩy, một buổi chiều giao lưu, các tu sĩ cũng có chút quen thuộc. Dù sao sắp đồng hành, ngăn cách giữa mọi người cũng trở nên rất nhỏ, phối hợp với nhau, mới có thể sống sót tốt hơn. Không bao lâu sau, một lão giả áo đỏ ngựa kiếm mà đến, bên cạnh hắn, chính là Trần Sư Huynh vừa rời khỏi không lâu. Là tiền bối, 50 người này đã tụ tập xong rồi, người xem một chút có thích hợp hay không, nếu như không làm cho ngươi hài lòng tại hạ có thể lại tiến hành chọn lựa trần sư huynh cung kính nói không sai biệt lắm là được việc này lão phu sớm có chủ tính sẽ không quá phức tạp la thiên thành nhìn quanh một vòng nói có tiểu hữu tinh thông trận pháp chi đạo ta có an bài khác thù lao nhận được tăng gấp đôi tăng gấp bội thù lao những lời này vừa ra lập tức làm cho không ít tu sĩ thở nhẹ một hơi có ba tên tu sĩ lập tức đứng ra là tiền bối Chúng ta đối với trận pháp chi đạo còn hiểu sơ một chút, tiền bối có thể khảo nghiệm một chút." La Thiên Thành nhìn ba người này vài lần rồi nói, "Chỉ ba người các ngươi đi, chỉ cần biết thao túng mắt trận là được, đợi lát nữa ta sẽ truyền thụ phương pháp thao túng cho các ngươi." Ba người này cũng không nghĩ tới La Thiên Thành lại tin tưởng bọn họ như thế, vô duyên vô cớ ban thưởng gấp bội, tự nhiên mừng rỡ như điên. Cổ Vân tuy rằng hiểu sơ về trận pháp chi đạo, nhưng cũng không có đứng ra, một là Cổ Vân không thiếu linh thạch Nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là bởi vì hắn không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác. Chư vị tiểu hữu hẳn là biết được mục đích của ta, cái này không có gì phải giấu giếm, trên thực tế, lão phu vì bắt một con hỏa long thú, đã ấp ủ nhiều năm, mà trận pháp này cũng là chuyên môn thiết kế cho bắt hỏa long thú. Cho nên nguy hiểm cũng không lớn, nếu không ngoài dự liệu của ta, hẳn là có thể bắt sống một con hỏa long thú trưởng thành, cùng với một quả trứng hỏa long thú. Mặc kệ việc này có thành công hay không, Lão phu đều sẽ lấy ra đan dược do chính mình luyện chế, phân cho chư vị tiểu hữu. Thấy La Thiên Thành có lực lượng như thế, lo lắng trong lòng mọi người cũng giảm bớt không ít. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát." La Thiên Thành ra lệnh một tiếng, 50 người đi theo phía sau hắn, nhanh chóng biến mất trong hoàng hôn. Tuy rằng đều là đi bộ tiến lên, nhưng tốc độ độn thổ rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của La Thiên Thành, nhiều tu sĩ như vậy trùng trùng điệp điệp căn bản không có khả năng có tu sĩ khác sẽ sinh ra ý nghĩ gì. La Thiên Thành cũng hết sức quen thuộc với nơi này, cho nên lựa chọn lộ tuyến cũng nhanh gọn nhất. Ước chừng 20 ngày, vậy mà đi hơn nửa lộ trình. Chư vị tiểu hữu, mọi người nghỉ ngơi một chút, nơi này đã là biên giới hỏa mạch sơn, hỏa linh lực không còn nồng đậm như trước, cho nên chúng ta sẽ không ngừng nghỉ, hy vọng trong vòng một tháng có thể đến nơi hỏa long thú sinh sôi. Sau khi đến nơi này, các tu sĩ đã có thể ngự kiếm mà đi. Lại qua 10 ngày, theo bùn đất màu đỏ biến mất, hỏa linh lực càng ngày càng yếu ớt, ở nơi xa, thậm chí có thể nhìn thấy khắp nơi rừng rậm. Dọc theo con đường này, La Thiên Thành cũng thỉnh thoảng truyền thụ cho mọi người trận pháp chi đạo. Căn cứ La Thiên Thành suy nghĩ, hắn sẽ bố trí một trận pháp khổng lồ, vây hỏa long thú ở trong đó, trong 50 tu sĩ, có 3 người khống chế mắt trận, những người khác phân biệt khống chế cờ trận. La Thiên Thành tự mình tiến vào trong trận pháp, bắt được Hỏa Long thú, cũng đoạt được trứng của nó. Cứ như vậy xem ra, mọi người căn bản không có khả năng có bất kỳ hung hiểm nào. Cổ Vân cũng nhận được một cuốn sách nhỏ về trận kỳ và trận pháp, điều khiển cũng không phải rất phức tạp, đối với tu sĩ cảnh giới này mà nói, gần như liếc mắt nhìn là có thể tinh thông. Tổ sản xuất Hỏa Long thú cách đây không xa. La Thiên Thành lại một lần nữa dừng lại, thập phần thận trọng nói, Hỏa Long thú thư hùng đồng thể sau khi lẫn nhau thu hoạch tinh hoa của đối phương, ở trong cơ thể thai ngén sinh ra một quả trứng linh. Sau đó chúng sẽ tìm một nơi thích hợp để sinh quả linh noãn này, dưới sự tưới nhuần linh lực của hỏa long thú, cần thời gian 5 năm mới phá xác ra. 5 năm trước, ta phát hiện ra sự tồn tại của con hỏa long thú này, nếu như không ngoài dự liệu, quả trứng này hẳn là sắp nở ra. Trong lòng mọi người đều vô cùng chấn động, không ngờ vị la tiền bối này lại chủ tính lâu như vậy. Cho nên chư vị yên tâm, Hỏa Long thú đã 5 năm rời xa Hỏa Mạch Sơn, hỏa linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, hẳn là thời điểm yếu ớt nhất. Mọi người ở trong rừng rậm đột tốc rất chậm, lại qua 3 ngày thời gian, ở trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một mảnh đất hoang. Ước chừng mấy trăm trượng, trên mặt đất tràn đầy cát vàng, hoàn toàn không hợp với rừng cây rậm rạp ban đầu. Cát chảy trong đất hoang, từng vòng từng vòng, hiện ra hoa văn xoắn ốc, nhìn hết sức cổ quái. La Thiên Thành sau khi dò xét tỉ mỉ một phen trên mặt lộ ra một tia vui mừng, hỏa long thú này quả nhiên còn ở chỗ này, ta có thể cảm nhận được khí thức của nó. Chư vị tiểu hữu dựa theo ta nói lúc trước, mọi người phân tán ra, tự mình bố trí trận pháp, ngàn vạn lần cẩn thận, đừng để hỏa long thú phát giác, để nó sớm trốn. Sau khi nói xong, La Thiên Thành bay thẳng về phía trung tâm của cát chảy, xoay quanh qua lại, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Đám người cổ vân tản ra xung quanh, dựa theo những gì ghi trong quyển sách nhỏ, bố trí trận kỳ của mình, đồng thời truyền linh lực vào kích hoạt trận pháp. Bởi vì nhân số khá nhiều, cho nên trận pháp bố trí rất nhanh. Ba gã tu sĩ khống chế mắt trận đi tới đi lui trong đám người, kiểm tra bố trí trận pháp. Rất nhanh, trên mặt đất mơ hồ toát ra từng đạo quang hoa màu bạc, từng trận kỳ dưới sự khống chế của 50 tên tu sĩ linh sư, bắt đầu chậm rãi nối liền. Chương 210, thủy linh đại trận, chừng nửa canh giờ sau, trận pháp nối thành một mảnh trên bầu trời tràn ngập bạch sắc vũ khí, tựa hồ toàn bộ rừng rậm đều bị hấp dẫn đến đây. Cổ vân hít sâu một hơi, thủy linh vũ khí tràn đầy, cho dù là ở trong tinh La Hải cũng chưa từng thấy qua thủy khí nồng đậm như thế. Xem ra La Thiên Thành sớm đã hiểu rõ tính nết của hỏa long thú, loại yêu thú hỏa thuộc tính này ở chỗ này ngây người 9 năm, hỏa linh lực trong cơ thể sớm đã tiêu tán gần hết, bây giờ ở nơi có hơi nước đầy đủ này, thực lực tất nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. La Thiên Thành ngự kiếm bay qua bay lại trên trận pháp, tay hắn cầm một cây phất trần, trên đó lấp lánh từng điểm ánh sáng như hạt châu, nhẹ nhàng vung lên, hơi nước trên trận pháp sẽ hóa thành một cơn mưa rơi xuống. Cổ Vân từng thấy trên điển tịch, cường giả cảnh giới linh tôn có thể hô mưa gọi gió, La Thiên Thành hiển nhiên không có thực lực này, nhưng hắn y theo trận pháp cũng có thể làm được. Giọt mưa rơi trên đất cát, lập tức hóa thành một đạo xương trắng bốc lên. Nhiệt độ mặt đất này lại nóng rực như thế đây là điều mà tất cả tu sĩ đều không ngờ tới. Nhưng sau khi những xương trắng này bốc lên, lại lập tức hóa thành một bộ phận của nước mưa. Một canh giờ sau, trên trận pháp liên tục hạ xuống 4 năm cơn mưa phùn, trên mặt đất đã trở nên vô cùng ẩm ướt. Có mấy chỗ, vậy mà hình thành một vũng nước nho nhỏ. Theo thời gian trôi qua, nước động trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Tu sĩ bao gồm cả cổ vân đều vô cùng nhẹ nhóm, nhưng mọi người đều hiểu, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. La Thiên Thành dựa vào trận pháp, thay đổi khí hậu địa phương, để cho hơi nước tràn ngập nơi này, mục đích duy nhất chính là bức hỏa long thú ra. Nếu là một con hỏa long thú bình thường, gặp phải chuyện như vậy, tự nhiên sẽ lẻn vào lòng đất, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng đối với một con hỏa long thú đang sinh sôi nảy nở mà nói, lại không phải như thế, nó tuyệt đối sẽ không từ bỏ chứng linh của mình rời đi. Mãi đến ngày thứ hai, trên đất cát đã hình thành một mảng thủy vực lớn, xa xa nhìn lại, vậy mà giống như là xuất hiện một cái hồ nước trong rừng rậm. Đất cát trong phạm vi mấy chục khoảnh đã biến thành một vùng biển minh mông. La Thiên Thành lại vung tay lên, một đạo bạch mang từ trong phất trần bay ra, trong nháy mắt, một dòng nước lạnh trào ra, một đầm nước, vậy mà hoàn toàn động lại. Cổ vân không khỏi dùng mình một cái. Tu sĩ chung quanh trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, tuy rằng La Thiên Thành chỉ là thao túng một tiểu khu vực khí hậu biến hóa, nhưng cũng đủ để so sánh với độ cao của cường giả Linh Tôn. Rất nhanh, trên mặt băng bắt đầu nổi lên từng bông tuyết, từng luồng khí lạnh phun trào ra ngoài. Cùng lúc đó, dưới mặt đất bắt đầu phát sinh một tia chấn động yếu ớt. Sắp tới rồi, La Thiên Thành hớn hở, Hỏa Long thú không nén được nữa, khí hậu nơi này biến đổi lớn, linh noán của nó khẳng định sẽ bị xung kích cực lớn, hỏa linh lực không đủ để duy trì khu vực này. Ầm, um, trên mặt băng xuất hiện từng vết nứt, trong chớp mắt, một cỗ nóng bỏng từ dưới nền đất truyền đến hỏa long thú muốn phản kích la thiên thành mỉm cười vung tay lên ba đạo hàn lưu to lớn hơn từ phất trần bay xuống nhanh chóng phong bế những vết dạn này các tu sĩ vây xung quanh cũng khẽ cao mày bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được linh lực nhanh chóng tiêu hao la thiên thành sở dĩ có thể thay đổi khí hậu của khu vực này chính là nhờ vào trận pháp khổng lồ này phụ trợ ngoài ra quan trọng hơn chính là đám tu sĩ này mỗi người chuyển hóa linh lực từ bên ngoài vào trong trận pháp cuối cùng duy trì trận pháp vận chuyển hỏa long thú lần đầu tiên phản kích, bị tùy tiện chân áp xuống. trọn vẹn hơn một canh giờ, đều không có dị biến lần nữa. Trên mặt La Thiên Thành lộ ra một tia nghi hoặc, theo lý thuyết, thực lực hỏa long thú không giới hạn ở đây, chẳng lẽ nó nhanh như vậy liền từ bỏ chống cự. Hay là thực lực của con hỏa long thú này rất yếu, hoàn toàn không có sức chống cự. Trong thời gian kế tiếp, xung quanh bị hàn băng bao phủ, từng tầng dày đặc, kéo dài trọn vẹn một ngày, toàn bộ tầng băng cao tới hơn một trường, nhưng dưới mặt đất lại không có bất kỳ tiếng động nào điều này làm cho tất cả mọi người đều trở nên nghi hoặc chẳng lẽ hỏa long thú đã trốn thoát sáng sớm ngày thứ hai là thiên thành cho mày trầm giọng nói chư vị tiểu hữu không nên buông lỏng cảnh giác mặc dù biểu hiện của hỏa long thú này khiến ta có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không biết nó có phương pháp đặc thù gì ta dự định trực tiếp tiến vào xào huyệt của nó tìm tòi hư thực tiến vào xào huyệt hỏa long thú hoặc mở ra xào huyệt của nó không hề nghi ngờ, đều là cực kỳ mạo hiểm. Dựa theo kế hoạch trước đó của La Thiên Thành, ép hỏa long thú ra, dưới sự công kích của trận pháp và hắn, phần thắng rất lớn. Nhưng một khi mở xào huyệt ra, trong đó sẽ có rất nhiều hỏa linh, không ai biết trong xào huyệt hỏa long thú rốt cuộc có cái gì. Hơn nữa mở ra linh noãn hỏa long thú sẽ lộ ra ngoài, nếu bị băng giá thì rất có thể khiến trứng hỏa long cứng đơ, không thể ấp nở, khác với kế hoạch của La Thiên Thành. Nhưng mà, tình huống bây giờ, cũng không có biện pháp tốt hơn. La Thiên Thành trước tiên triệt hồi đại trận cấm chế, lại vung tay lên, băng thủy ngược dòng tiến vào trong rừng rậm chung quanh, hóa thành một dòng suối nhỏ, ồ ồ chảy ra. Ước chừng nửa ngày, hắn lại khôi phục dáng vẻ trước đó, có điều trên đất cát vẫn còn chút ẩm ướt. Mấy người các ngươi, đào móc ở đây đi. La Thiên Thành tiện tay gọi mấy tu sĩ linh sư, bảo bọn họ đào móc tại chỗ, tuy rằng đây không phải chuyện tốt gì, nhưng không ai dám vi phạm tốc độ đào bới của năm tên tu sĩ linh sư rất nhanh trong nháy mắt một cái hố to sâu mấy trượng hiện ra nhưng kết quả lại khiến người ta rất bất ngờ phía dưới đất cát vậy mà cũng thập phần ẩm ướt dưới hoàn cảnh này hỏa long thú là không thể nào tồn tại nếu không có hỏa long thú phản kích trước đó chỉ sợ phần lớn mọi người đều sẽ cho rằng nơi này căn bản không có hỏa long thú tồn tại nhưng chính bởi vì đạo hỏa linh lực phản kích vừa rồi lại làm cho người ta nghi hoặc khó hiểu cổ vân cũng rất kỳ quái đối với những tu sĩ khác mà nói cổ vân hiểu rõ hỏa long thú hơn một chút dù sao hắn cũng đã từng gặp hỏa long thú ở khoảng cách gần thậm chí còn từng thấy hỏa long thú tự bạo dưới tình huống này hỏa long thú hẳn là sớm đã rời đi nếu không hỏa linh trên người nó sẽ bị chung quanh không ngừng thu nạp cuối cùng dẫn đến hỏa linh của bản thân hao hết sạch mà chết tiền bối chuyện này các tu sĩ đào móc lộ ra vẻ mặt khó xử được rồi các ngươi lên trước đi tiếp tục giữ gìn trận pháp la thiên thành nhìn quanh một vòng nhíu mày ta tin tưởng hỏa long thú khẳng định ở ngay nơi này trong năm năm này hàng năm ta đều sẽ tới đây kiểm tra cẩn thận chỉ cần nơi này có linh noãn hỏa long thú hắn không thể dễ dàng rời đi chư vị chớ lười biếng cẩn thận đóng giữ trận pháp ta ngược lại muốn nhìn xem hỏa long thú này đến tột cùng đang làm gì sau khi nói xong la thiên thành chui vào trong hố sâu tiếp tục đào móc trong tay hắn cầm một thanh linh kiếm, phất tay một cái là có thể phá vỡ bùn đất sâu mấy trượng. Rất nhanh đã biến mất, sắc mặt các tu sĩ bên ngoài cũng không tốt lắm, nếu lần này không có thu hoạch gì, La Thiên Thành còn tuân theo ước định trước đó, trả cho bọn họ linh thạch sao? Cổ Vân thì không sao cả, hắn không có hứng thú với những linh thạch và đan dược kia, nếu có thể, hiện tại Cổ Vân muốn rời khỏi nơi đây sớm một chút trở lại Nam Nhà Quốc. Đột nhiên, Cổ Vân cảm giác được một tia dị động của hỏa linh lực xuất hiện cực kỳ nhanh chóng nhưng lại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thậm chí cổ vân cũng không kịp phân rõ phương vị đạo linh lực này xuất hiện hơn nữa đạo hỏa linh lực này có uy lực cực mạnh tuyệt đối không phải linh sư bình thường có thể làm được cổ vân dùng dư quang đại lượng tu sĩ linh sư bốn phía mỗi người đều có bộ dáng nhàm chán đều đóng ở trên trận kỳ vậy ngọn nguồn của đạo hỏa linh này là từ đâu là hỏa long thú cái này không có khả năng hỏa long thú không có linh trí hơn nữa cho dù hỏa long thú muốn đánh lén cũng không có khả năng ẩn nấp lần nữa chẳng lẽ trong lòng cổ vân căng thẳng chẳng lẽ còn có tu sĩ linh đan khác khả năng này không phải không có tin tức la thiên thành đến tìm hỏa long thú cũng không phải bí mật gì tuy rằng thời gian hắn tụ tập tu sĩ rất ngắn nhưng chỉ cần là người có tâm đều sẽ chú ý tới nếu là một vị tu sĩ linh đan cảm thấy hứng thú đối với việc này theo đuôi đến tận đây cũng không phải là không có khả năng nhưng mà vị tu sĩ linh đan đuổi theo này, đến tột cùng sẽ làm như thế nào, cổ vân là không thể đoán được. Nếu không phát hiện hỏa linh thú thì còn đỡ, một khi trứng hỏa long xuất hiện, chắc chắn sẽ xuất hiện tranh đấu to lớn. Đến lúc đó cổ vân cũng chưa chắc có thể tránh khỏi trận đại chiến này. Đúng lúc này, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hỏa linh lực nồng đậm phun ra, dưới nền đất, một ánh lửa tuôn ra, trong nháy mắt, ánh lửa bắn ra tất cả mọi người cảm giác trước mắt nhoáng một cái, ngay sau đó cảnh tượng xung quanh xảy ra biến đổi lớn. Vốn đất cát ẩm ướt, trong nháy mắt bị từng đoàn từng đoàn cát đá màu đỏ thắm bao bọc, lúc hai người tiếp xúc phát ra tiếng vang suy suy, đồng thời, đại lượng sương mù màu trắng dâng lên, căn bản thấy không rõ ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phút phút, một tiếng xé gió bén nhọn xẹt qua, ngay sau đó một đạo kim mang từ dưới nền đất bay lên, độn tốc cực nhanh, trong chớp mắt đã bay đến giữa không trung đi ra tự nhiên là la thiên thành vẻ mặt hắn tràn đầy hoảng sợ lớn tiếng nói chư vị tiểu hữu lập tức bố trí trận pháp sau khi nói xong hắn dừng lại rời khỏi trận pháp cơ hồ trong nháy mắt một cái đầu xấu xí từ dưới đất chui lên trên đỉnh đầu có một cái sừng to lớn đây chính là một con hỏa long thú nhìn thân thể so với con hỏa long thú của hồng hổ còn thô to hơn mấy lần so sánh với nó hỏa linh thú kia căn bản chính là một con ấu thú ông Xung quanh truyền đến tiếng chấn động nặng nề, cát đá màu đỏ bay loạn. Thân thể khổng lồ của Hỏa Long thú, dài hơn 10 trượng, làm cho người ta không rét mà run. Còn không đợi mọi người sợ hãi thán phục, từ dưới đất lại chui ra một cái đầu lâu. Con Hỏa Long thú thứ hai, con Hỏa Long thú này cũng không nhỏ hơn con thứ nhất bao nhiêu. Nếu là một con Hỏa Long thú, mượn nhờ trận pháp, lại thêm thực lực của bản thân La Thiên Thành, hẳn là có sức đánh một trận. Nhưng mà hai con hỏa long thú, tuyệt đối không phải La Thiên Thành có thể chống lại. Trong lòng mọi người đều lạnh lẽo, còn chưa chờ mọi người cảm ứng được, cái đầu thứ ba xông ra. Mà vào lúc này, mọi người phát hiện, La Thiên Thành vậy mà biến mất không thấy. Hết tập 21, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.